Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 12. Chủ tịch Trịnh, ông chắc chứ? Đinh Dũng sửng sốt khi nghe những lời ông ta nói, sau đó khóe miệng anh nhếch lên tỏ vẻ châm chọc. Chủ tịch Trịnh hừ lạnh, đang định mỉa mai thì bỗng nhớ tới cảnh ngộ của Viên Thiếu Khang lúc trước, nếu tên này cứ mở miệng là nói 10 tỷ nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ hắn còn định tăng giá nữa? Cậu tranh với tôi thì có ý nghĩa gì? Cậu lấy thứ này làm gì? Nghĩ đến đây, sắc mặt chủ tịch Trịnh hơi thay đổi, ông ta lạnh lùng khịt mũi, nhân lúc còn trẻ thì làm những việc có ý nghĩa hơn đi, đừng học đòi người ta mà khuynh ra bại sản, tiền của cậu cũng không phải gió thổi tới mà có đâu. Đúng thế, nhưng tôi không mấy bận tâm số tiền ít ỏi này. Đinh Dũng thầm thở dài trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay, ông ta phản ứng nhanh như vậy, hoàn toàn không bị cách khích tướng của Đinh Dũng ảnh hưởng. Khẩu khí lớn đấy, nghe câu này của Đinh Dũng, sắc mặt chủ tịch Trịnh trầm xuống, cậu hiểu về nghệ thuật không? Tôi thấy cậu không hiểu nghệ thuật chút nào, cho dù có mua cũng chỉ giày xéo đồ đạc. Tôi hiểu nghệ thuật hay không không quan trọng, có người hiểu là được rồi, tôi vốn định tặng cho người khác. Đinh Dũng nhướng mày, không cho chủ tịch Trịnh cơ hội lên tiếng, anh nhìn lão Phùng, tôi ra giá 3 tỷ. Tiểu tử, coi như cậu giỏi. Thấy Đinh Dũng lại tăng giá, vẻ mặt chủ tịch Trịnh tối sầm cả lại, ông ta hất bảng trong tay xuống đất rồi hét lớn, không chơi nữa, đi, nếu cậu thích thì tôi nhường cho cậu. Lấy 3 tỷ ra chơi như thế cẩn thận bị người khác ghi thù đấy, cẩn thận có số mua mà không có số được nhận. Chủ tịch Trịnh nói câu này xong thì chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Những lời này đã quá rõ ràng, ông ta đang đe dọa Đinh Dũng. Nhưng Đinh Dũng hoàn toàn không quan tâm, anh nhìn lão Phùng rồi nói, nếu không còn ai tăng giá nữa thì tôi nghĩ vật đấu giá này thuộc về tôi đúng không? Ồ, đúng, đúng. Lão Phùng cũng ngẩn người, bây giờ nghe Đinh Dũng nói mới phản ứng lại, vội giơ búa gỗ lên nói, vị khách này ra giá 3 tỷ, có ai tăng giá nữa không? 3 tỷ lần thứ nhất, 3 tỷ lần thứ hai, 3 tỷ lần thứ ba. Chốt, cho đến khi giao dịch xong, lão Phùng vẫn còn kinh ngạc, ông ta còn tưởng vật phẩm này bán được 1 tỷ đã là tốt lắm rồi nhưng không ngờ lại bán được với giá cao ngất ngưởng là 3 tỷ. Đây là kỷ lục cao nhất mà ông từng đấu giá được từ khi bước chân vào ngành đấu giá, 3 tỷ đó. Người bình thường cả đời cũng chẳng được thấy số tiền đó, vậy mà một bức tranh cổ lại được bán với giá 3 tỷ. Hình như vừa nãy tôi nghe cậu ta nói cậu ta mua bức tranh Thiên Lý Giang Sơn đồ này để tặng người khác à? Hình như đúng là cậu ta đã nói như vậy. Gia tộc nào mà lại có thể tùy hứng như vậy? Lúc này mọi người mới nhớ lại những gì Đinh Dũng vừa nói, anh muốn tặng bức tranh Thiên Lý Giang Sơn đồ này cho người khác. Bức danh họa được mua với cái giá trên trời 3 tỷ lại mang đi tặng người khác, e rằng nhà họ Viên thuộc gia tộc hạng nhất cũng không làm được. Nhà họ Hàn có được người con rể như chú đúng là lời to. Ngụy Kiến Quốc vỗ vỗ Đinh Dũng đầy ý tứ, không khỏi quay đầu liếc nhìn con gái. Câu này ông ta nói đúng, cả tập đoàn Hàn thị gộp lại có thể còn chưa được 3 tỷ, nhưng Đinh Dũng mua một món quà thôi đã ở mức này rồi. Nghe Ngụy Kiến Quốc nói vậy, Đinh Dũng không khỏi lắc đầu, nếu không vì Hàn Phương Nhiên, nếu không phải giúp cô chứng minh bản thân thì dù Đinh Dũng có tiền hơn nữa cũng không vung thế này. Mặc dù tiền với anh mà nói chỉ là một dãy số nhưng tặng 3 tỷ cho Hàn Tông Khôn, anh cảm thấy cũng không cần thiết. Thậm chí nếu không phải ông ta có liên quan đến Hàn Phương Nhiên, anh cũng chẳng thèm quan tâm. Không lâu sau, có người của buổi đấu giá đến mời Đinh Dũng thực hiện giao dịch, cho đến khi thanh toán tiền, lão Phùng vẫn còn ngẩn ngơ. Thanh toán tiền xong, đương nhiên Đinh Dũng cũng cầm lấy 3 vật phẩm đấu giá kia, anh cho đồ vào túi đựng, trong tay chỉ cầm một chiếc túi để thể hiện bên ngoài mà thôi. Chú Đinh, chú phải cẩn thận đấy, tôi nghĩ hai người kia sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Ra khỏi buổi đấu giá, Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, tận tình khuyên bảo Đinh Dũng. Đinh Dũng đã chọc Viên Thiếu Khang giận rồi lại bị chủ tịch Trịnh cảnh cáo trắng trợn trong buổi đấu giá khi nãy, chắc chắn hai người này sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện hôm nay, rất có khả năng họ sẽ ra tay đối phó Đinh Dũng. Các anh yên tâm, bọn họ không làm gì được em đâu. Đinh Dũng gật đầu, ý bảo họ không cần nghĩ nhiều. Được rồi. Nếu đã vậy thì tôi và lão Ngụy không ở lại thêm nữa, chúng tôi còn có chút việc. Lý Hải Dân gật đầu, sau đó nhìn Đinh Dũng nói tiếp, chúng tôi còn phải về chuẩn bị quà mừng đã, ha ha ha. Đúng là phải chuẩn bị một chút, Ngụy Kiến Quốc gật đầu nói. Đinh Dũng thấy thế thì cười khổ bất đắc dĩ,
hai anh có thể tới đã là món quà tốt nhất rồi, còn chuẩn bị quà mừng cái gì nữa, cứ tới luôn đi. Ha ha ha, Lý Hải Dân và Ngụy Kiến Quốc đều cười lớn. Đúng lúc này, Ngụy Tiêu Tĩnh đột nhiên đi tới, nói với Đinh Dũng, thầy ơi, em có một số vấn đề muốn hỏi thầy. Em nói đi, có chuyện gì? Đinh Dũng gật đầu, nghi hoặc nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh. Thưa thầy, miếng ngọc lần trước thầy đưa cho em, đến giờ em vẫn chưa hiểu ra ý nghĩa. Nói đến đây, Ngụy Tiêu Tĩnh chỉ vào miếng ngọc đeo trên cổ mình rồi tủi thân nói, có phải do thiên phú của em kém quá nên không học nổi không? Nghe thấy lời này của Ngụy Tiêu Tĩnh, anh vội xua tay, giờ khóc giờ cười nói, quên mất, là anh sơ suất, quên mất em không thể quan sát miếng ngọc này thông qua tinh thần. Việc này đúng là do Đinh Dũng sơ suất, anh quên mất Ngụy Tiêu Tĩnh chỉ là người bình thường, làm sao hiểu được cách dùng sức mạnh linh hồn để nhìn ra bí mật của miếng ngọc này được. Vấn đề này hơi phiền phức, nghĩ đến đây, Đinh Dũng không khỏi cảm thấy có chút rắc rối. Công pháp được ghi lại trong miếng ngọc là phương pháp được lưu truyền từ thời cổ đại, nhưng muốn sao chép nội dung trong miếng ngọc lên giấy để người bình thường có thể nhìn thấy lại là chuyện không dễ dàng, phải viết chi tiết mới được. Cho dù Đinh Dũng muốn sao chép nội dung trong miếng ngọc thì sợ là một tháng cũng không làm được, lãng phí thời gian chưa nói, anh cũng không có nhiều thời gian để làm những việc này. Sao vậy thầy? Thấy Đinh Dũng cau mày, Ngụy Tiêu Tĩnh hấp tấp hỏi, có gì khó khăn sao ạ? Thế này đi, em theo anh về, anh dạy em một phương pháp để em có thể nhìn thấy những thứ bên trong này. Đinh Dũng suy nghĩ một lúc rồi quyết định dùng sức mạnh của mình truyền thụ những nội dung trong miếng ngọc này vào đầu Ngụy Tiêu Tĩnh. Như vậy, mặc dù Ngụy Tiêu Tĩnh vẫn chưa học được công pháp này nhưng cô không cần nhìn vào miếng ngọc nữa, có thể tìm ra được nội dung miếng ngọc bất cứ lúc nào trong đầu. Chỉ là phương pháp này có yêu cầu rất cao với người thi triển thuật, hơn nữa bản thân Ngụy Tiêu Tĩnh cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên Đinh Dũng có thể giảm thiểu sự ảnh hưởng này, giảm đến mức gần như không có. Vâng, vậy em về với thầy. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Ngụy Tiêu Tĩnh vội gật đầu. Ngụy Kiến Quốc thấy thế cũng chỉ bất lực gật đầu, nhưng trong lòng lại than thở, ông chợt thấy hơi hối hận, nếu con gái cưng của mình thích Đinh Dũng thì phiền phức lắm. Đinh Dũng là người đàn ông đã có gia đình, ông tin Ngụy Tiêu Tĩnh có thể phân biệt đúng sai, nhưng người đàn ông xuất sắc thế này, lúc nào cũng thu hút sự chú ý của người khác giới, không biết Ngụy Tiêu Tĩnh có thể cưỡng lại được điều này hay không. Vậy chúng tôi đi trước đây. Trong lúc bất đắc dĩ, Ngụy Kiến Quốc chỉ đành vỗ vai con gái rồi hạ giọng nói, con phải ngoan ngoãn nghe lời nhé, sớm học được môn pháp mà thầy Đinh dạy nhé. Vâng, con biết rồi, con sẽ chú ý đến bản thân. Nghe Ngụy Kiến Quốc nói thế, Ngụy Tiêu Tĩnh mỉm cười gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn, dịu dàng. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Đinh Dũng hơi kỳ lạ, nếu để Ngụy Kiến Quốc thấy con gái ông lái xe chạy như bay trên đường thì không biết ông ấy sẽ nghĩ thế nào. Đưa mắt nhìn Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân lên xe rời đi, Đinh Dũng mới định thần lại, nói với Tống Long, chúng ta đi thôi. Vâng, để con đi lấy xe. Tống Long gật đầu rồi xoay người đi về phía bãi đỗ xe. Mà Kim Tư Kỳ lại nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh bằng ánh mắt tò mò, sau đó lại nhìn Đinh Dũng, bĩu môi nói, anh Đinh, nhiều người ái mộ anh thật đấy. Hả, Đinh Dũng sững sờ. Nghe Kim Tư Kỳ nói vậy, vẻ mặt Ngụy Tiêu Tĩnh hơi thay đổi, cô nhanh chóng cúi đầu, trong mắt thoáng qua ngại ngùng. Sao, cô ghen à? Đinh Dũng trả lời cô ấy mà mỉm cười trêu lại. Đinh Dũng nói vậy vốn chỉ định kết thúc chủ đề của Kim Tư Kỳ, thật ra anh cũng đã đạt được mục đích của mình. Nhưng sau khi nghe thấy câu này của anh, Kim Tư Kỳ lại khịt mũi, ai ghen chứ, tôi không thích đồ cổ như anh đâu. Nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý, Ngụy Tiêu Tĩnh nghe thấy lời Đinh Dũng nói vậy thì sắc mặt hơi tái, cô vội nói, tôi chỉ đi theo thầy học nghệ thuật thôi, cô Kim đúng là biết nói đùa. Đinh Dũng gật đầu không phủ nhận, cũng không phát hiện ra sự khác thường của Ngụy Tiêu Tĩnh, thay vào đó, Kim Tư Kỳ sững người một lát. Tò mò nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh dường như đã nhận ra cô ấy có gì đó không đúng. Lúc này Tống Long đã lái xe tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ba người không tiếp tục chủ đề này nữa, Đinh Dũng ngồi vào vị trí ghế phụ, để không cho hai người kia có cơ hội nói chuyện phiếm nữa. Sư tổ bỏ 3 tỷ ra mua tranh, có cần thiết phải vậy không? Trên đường, Tống Long vừa lái xe vừa hỏi Đinh Dũng. Cậu ta đoán được Đinh Dũng mua bức tranh là có mục đích khác nhưng đoán thế nào cũng không thấy bức tranh này ngoài việc siêu tầm ra còn có tác dụng gì nữa. Anh biết cái gì, người ta là người có tiền.
Nghe thấy câu này của Tống Long, Đinh Dũng còn chưa lên tiếng thì Kim Tư Kỳ đã lườm trước. Đinh Dũng bất đắc dĩ cười khổ, nói với Tống Long, trên bức tranh Thiên Lý Giang Sơn đồ này không chỉ đề thơ của vua Càn Long mà còn có những kiệt tác của những người có học thức khác, vì thế không thể chỉ nghĩ đơn giản rằng nó chỉ là một bức tranh được. Nghĩ đến đây, lòng Đinh Dũng khẽ rung động, anh còn một điều không nói, đó là bức tranh Thiên Lý Giang Sơn đồ đó trên thực tế không phải là nguyên tác của bậc thầy triều đại Bắc Tống, mà nó đã được sửa lại dựa trên bản đồ cơ sở của Giang Sơn xã Tắc. Mặc dù không phải bản đồ Giang Sơn xã Tắc thật nhưng cũng có vài phần hàm xúc thú vị, bản đồ Giang Sơn xã Tắc là pháp bảo lừng danh tứ phương thời cổ. Cho dù ở thời đại Đinh Dũng theo Nữ Oa thì bản đồ Giang Sơn xã Tắc đã có khí thế khắp nơi, nhưng sau này theo chủ nhân mà đi, trên thế gian không còn thấy dấu vết nữa. Còn về việc bậc thầy của Bắc Tống kia thấy bản đồ Giang Sơn xã Tắc ở đâu mà sửa lại thành bức tranh Thiên Lý Giang Sơn đồ ngày nay thì Đinh Dũng không biết. Ban đầu Đinh Dũng muốn tặng vật phẩm đấu giá áp chót này cho Hàn Tông Khôn, nhưng sau khi biết nó là bức tranh Thiên Lý Giang Sơn đồ thì anh lại do dự, không phải anh keo kiệt, mà là sợ Hàn Tông Khôn không giữ được báu vật này, ngược lại còn dẫn tới họa sát thân. Thôi, khi nào về rồi nói. Đinh Dũng thở dài, kìm nén suy nghĩ vào đáy lòng. Đinh Dũng không quan tâm lắm đến bức tranh Thiên Lý Giang Sơn đồ, anh chỉ cần sao chép nó lại là được, bản thân bức vẽ này cũng chẳng có gì đặc biệt. Thì ra là vậy, không ngờ sư tổ lại hiểu tường tận về tranh như vậy. Nghe được lời Đinh Dũng nói, Tống Long hoàn toàn bị thuyết phục. Không ngờ một bức tranh ta cảm thấy bình thường mà lại có nhiều đạo lý như vậy, Đinh Dũng đúng là không gì không biết. Vậy anh lãi hay lỗ? Kim Tư Kỳ không nghĩ nhiều, cô chỉ cảm thấy Đinh Dũng bỏ 3 tỷ ra để mua bức tranh này là đã lỗ lớn. Lỗ, nhưng ngoài dự đoán của cô, Đinh Dũng lại thẳng thắn thừa nhận. Hả? Lỗ thật à, Ngụy Tiêu Tính cũng sửng sốt, vô thức hỏi lại. Đinh Dũng không do dự mà gật đầu, anh nói một cách bất đắc dĩ, mặc dù bức tranh này là bảo vật quốc gia nhưng trên thực tế nó không phải bản gốc, nói chính xác thì không ai biết bản gốc ở đâu. Bảo tàng quốc gia có một bức, ở đây cũng có một bức, tôi đã thấy bức trong bảo tàng rồi, giống bức này như đúc, đến tôi nhìn mà còn không thấy sự khác biệt nào, có vẻ như là cùng một người vẽ hai bức này cùng một lúc. Ai biết cái nào là thật? Cái nào là giả? Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ba người, Đinh Dũng đành phải giải thích cho họ. Anh đã nhìn thấy bức tranh Thiên Lý Giang Sơn đồ trong viện bảo tàng từ lâu rồi, bây giờ lại nhìn thấy, cho dù với cặp mắt tinh tường của Đinh Dũng cũng không nhìn ra sự khác biệt, dù là bút pháp hay thời đại, đều giống hệt nhau. Hai bức tranh này giống như được một người vẽ trong cùng một niên đại, rốt cuộc bức nào là thật, bức nào là giả, chính anh cũng không biết. Lại còn có chuyện như vậy nữa. Kim Tư Kỳ há hốc miệng, nhìn Đinh Dũng với vẻ nghi ngờ, không tin. Đúng lúc này, xe đột ngột phanh gấp, Tống Long đánh tay lái, cả chiếc xe quay ngoắt 90 độ, đầu xe tấp vào lề. Vút, một chiếc xe tải cỡ lớn lao vút qua, mang theo tiếng gió. Nếu vừa nãy Tống Long không chuyển hướng thì e rằng lúc này bọn họ đã bị chiếc xe tải lớn đâm trực diện rồi. Có người không nhịn được nữa rồi. Khóa cửa xe lại. Đinh Dũng và Tống Long gần như đồng thanh nói ra, hai người cũng ngay lập tức xuống xe. Bốp bốp bốp, phản ứng rất nhanh, tốt lắm. Một người đàn ông mặc vest vừa vỗ tay vừa giễu cợt, tiếc là các ngươi đã đụng tới người không nên đụng, đi chết đi. Đinh Dũng nhìn người đàn ông mặc vest và khoảng hơn chục tên tay chân phía sau, không khỏi cau mày hỏi, ai cử các anh tới. Mặc dù nơi đây hẻo lánh nhưng lại là lối đi duy nhất của mấy người Đinh Dũng, xem ra chúng đã lên kế hoạch từ trước. Lẽ nào là người đã gặp trong buổi đấu giá hôm nay? Ai cử tới, nếu cậu đã hỏi thì tôi cũng nói cho cậu được chết một cách minh bạch. Nói đến đây, người đàn ông mặc vest nở nụ cười dữ tợn, được chết trong tay Độc Lang Bang chúng tôi cũng là niềm tự hào của cậu đấy. Độc Lang Bang, sắc mặt Ngụy Tiêu Tĩnh thay đổi. Cả Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ đều rất xa lạ với bang phái này, lúc này mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Ngụy Tiêu Tĩnh, mà sắc mặt cô ấy lúc này đã tái mét. Chỉ vào đám người đàn ông mặc vest nói, các người chính là Độc Lang Bang đã bắt cóc người giàu có nhất thành phố Kim Châu rồi giết con tin đó. Ồ, không ngờ cô cũng biết nhiều đấy. Người đàn ông mặc vest cười gằn. Tôi đã nghe bố tôi nói tới từ rất nhiều năm trước, hành tung của Độc Lang Bang bí ẩn, lần trước bắt cóc người giàu nhất thành phố Kim Châu, lấy được tiền rồi giết con tin, nhưng sau này đội hành pháp điều tra bao nhiêu năm cũng không có kết quả. Khi nói đến đây... Mặt Ngụy Tiêu Tĩnh đã cắt không còn giọt máu.
Độc Lang Bang đã từng khiến toàn bộ đội hành pháp của thành phố Kim Châu phải bất lực, không thể lần ra manh mối, dường như có một bàn tay phía sau bọn họ, cắt đứt mọi manh mối. Độc Lang Bang, người của Chủ tịch Trịnh à? Đinh Dũng nhíu mày hỏi. Trong buổi đấu giá lần này chỉ có hai người có lý do để ra tay với anh, một là Chủ tịch Trịnh, hai là Viên Thiếu Khang, mà anh quá rõ thực lực của Viên Thiếu Khang, chắc chắn sẽ điều động hội Hắc Mã chứ không phải Độc Lang Bang. Lại thêm những gì Ngụy Tiêu Tĩnh vừa nói, thì rất có khả năng là Chủ tịch Trịnh ở sau lưng giúp đỡ Độc Lang Bang, dù sao thì ở vị trí của ông ta, muốn che giấu một số chuyện có thể nói là dễ như trở bàn tay. Phản ứng của cậu nhanh đấy, nếu đã đoán được thì còn không mau đưa đồ đây. Người đàn ông mặc vest hừ lạnh, chỉ vào Đinh Dũng rồi hét, đưa bức tranh Thiên Lý Giang Sơn đồ ra đây. Nếu tôi không đưa thì sao? Đinh Dũng nở nụ cười giễu cợt, không nhìn người đàn ông mặc vest mà nhìn về siêu thị đang đóng cửa ở cách đó không xa. Vừa nãy anh quan sát thấy phía siêu thị có một sự xáo động nhỏ, bây giờ anh đã chắc chắn trong siêu thị có người ẩn nấp, mà còn là người luyện võ. Mà người này rất có thể chính là Chủ tịch Trịnh. Nếu suy đoán của Đinh Dũng là đúng thì bản thân Chủ tịch Trịnh cũng là một người luyện võ. Không đưa, vậy thì chết đi, nghe Đinh Dũng nói vậy, người đàn ông mặc vest cười khẩy, cậu tự đưa hay tôi lấy từ trên người cậu cũng không khác nhau đâu. Lời vừa dứt, mắt hắn lạnh đi, phất tay một cái, mấy tên tay chân phía sau lập tức xông về phía Đinh Dũng. Vẻ mặt Tống Long hơi thay đổi, nắm chặt hai tay rồi hơi cong người lại, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Hắn có thể đuổi đám người này đi mà không cần Đinh Dũng phải ra tay. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là Tống Long còn chưa ra tay thì bỗng một chiếc xe ô tô lao tới, nhắm thẳng vào mười mấy tên côn đồ. Sự xuất hiện của chiếc xe này khiến đám côn đồ sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy, sau khi chiếc xe đi qua giữa dòng người thì dừng lại bên đường một cách cun ngầu, một nhóm người từ bên trong xe bước ra. Sao các cậu lại tới đây? Nhìn thấy Trương Bồi Sơn và Trương Thiệu Thích. Đinh Dũng hơi ngạc nhiên. Sau khi hai bố con nhà này rời khỏi buổi đấu giá là đã về trước, không ngờ lúc này lại lái xe tới xuất hiện ở đây, lẽ nào họ vẫn luôn theo sau? Anh Đinh, chúng tôi đã đoán trước được có người định ra tay với anh cho nên sau khi buổi đấu giá kết thúc đã đi tập hợp mọi người, không ngờ đúng là có người không có mắt thật. Trương Bồi Sơn khịt mũi, trừng mắt nhìn đám người đàn ông mặc vest rồi quát, mấy người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng đi. Dứt lời, một chiếc xe thương mại chạy tới, sáu bảy mươi người đã chặn kín con phố nhỏ hẹp này, mấy người đàn ông mặc vest bị bao vây ở giữa đường. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt người đàn ông mặc vest biến sắc, hắn không ngờ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi mà hai bố con Trương Bồi Sơn lại có thể tập trung được nhiều người đến vậy, lúc này hắn không khỏi trở nên căng thẳng. Mặc dù Độc Lang Bang tàn nhẫn, làm việc không nghĩ đến hậu quả, nhưng đó là với những người bình thường. Bây giờ phải đối mặt với 6-70 người nhà họ Trương, bọn hắn lại thấy sợ hãi. Lão đại, làm sao bây giờ? Thủ hạ Độc Lang Bang lần lượt nhìn người đàn ông mặc vest. Nghe thấy câu hỏi của đàn em, trong máy người đàn ông mặc vest chợt lóe lên một tia sáng lạnh, hắn bỗng ngẩng đầu lên nhìn Trương Bồi Sơn và Trương Thiệu Thích cách đó không xa rồi hét lớn, ra tay. Lời vừa dứt, người đàn ông mặc vest lao về phía Trương Bồi Sơn. Đám thuộc hạ của hắn phản ứng rất nhanh, hiểu ý của lão đại rồi lao về phía mấy người Trương Bồi Sơn. Đánh giặc trước tiên phải bắt vua, người đàn ông mặc vest hiểu đạo lý này, nhưng hắn không ngờ là Đinh Dũng cũng hiểu đạo lý này, hơn nữa anh còn đã phát hiện ra vua của họ. Vào lúc người đàn ông mặc vest ra tay, Đinh Dũng cũng sải bước, nhưng mà về hướng ngược lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, Đinh Dũng đã tới trước cánh cửa siêu thị đang đóng chặt kia rồi đá tung cửa. Vút. Một tiếng động nhẹ, có người chạy vọt ra từ phía sau cánh cửa. Đinh Dũng thấy thế thì đuổi theo, anh đã chắc chắn chủ nhân phía sau của Độc Lang Bang đang ở trong siêu thị, lúc này anh không cần chần chừ gì nữa, sải bước đuổi theo. Tuy nhiên Đinh Dũng vừa đuổi theo tới phòng sau thì một cảm giác ớn lạnh ập tới, anh lập tức lùi lại, sau đó một ánh sáng sắc lạnh xuyên qua xé rách tấm rèm treo trên cửa. Xoẹt một tiếng, tấm màn bị rách ra từ giữa. Quả nhiên là ông. Đinh Dũng nhìn thấy Chủ tịch Trịnh đang cầm trong tay một con dao găm cười mỉa nói. Mà khuôn mặt Chủ tịch Trịnh lúc này cũng đang phủ sướng giá, nắm chặt con dao găm trong tay, nhìn chằm chằm Đinh Dũng rồi trầm giọng nói, tiểu tử, tôi đã đánh giá thấp cậu, không ngờ cậu lại đoán được hướng đi của tôi, không chỉ gọi người tới mà còn phát hiện ra vị trí của tôi. Nhưng, cậu vẫn phải chết,
Vừa nãy sắc mặt chủ tịch Trịnh còn đang âm trầm như nước, đột nhiên mặt ông ta trở nên dữ tợn, con dao găm trong tay hướng lên trời, tay kia lại lộ ra họng súng đen kịt. Pằng pằng pằng, ba tiếng súng liên tiếp, đạn bắn ra từ miệng họng súng đen, tốc độ nhanh đến mức con người không phản ứng kịp. Dù là Đinh Dũng cũng không phản ứng lại kịp, khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng, anh mới biết trong tay đối phương có súng, khi nguy hiểm ập đến. Đinh Dũng lập tức huy động toàn bộ sức mạnh trong người dồn vào hai chân, với lực đạo và góc độ đáng kinh ngạc, anh quay phắt người lại. Mà lúc này Kim Tư Kỳ và Ngụy Tiêu Tĩnh ở bên ngoài đang nhìn Đinh Dũng đi vào siêu thị với ánh mắt khó hiểu, bỗng nhiên nghe thấy ba tiếng súng thì mặt hai người biến sắc, đồng loạt chạy về phía siêu thị. Đừng xảy ra chuyện gì chứ, Ngụy Tiêu Tĩnh thầm nói trong lòng. Anh còn phải dạy em công pháp trong miếng ngọc bội nữa đó, anh không được xảy ra chuyện gì đâu nhé. Vừa nghĩ đến đây, mắt Ngụy Tiêu Tĩnh đã ẩn ẩn nước. Kim Tư Kỳ cũng không khá hơn, sắc mặt cô ấy tái nhợt, cắn chặt môi dưới chạy như điên về phía siêu thị. Mà lúc này cửa sổ siêu thị phát ra âm thanh do không chịu nổi sức nặng, rầm một tiếng rồi nổ tung, một bóng người bay ra từ cửa sổ. Sau đó lại một bóng dáng khác nhảy ra khỏi cửa sổ, đó chính là Đinh Dũng. Sắc mặt Đinh Dũng lạnh băng, nhìn Tổng Giám Đốc Trịnh chật vật bò dậy. Lúc này Đinh Dũng lập tức bước lên, túm cổ ông ta. Cậu đừng lại đây, Tổng Giám Đốc Trịnh hoảng sợ giơ súng lên rồi hét. Nhưng Đinh Dũng lại ngoảnh mặt làm ngơ như không nghe thấy, bước tới rất nhanh. Bằng thấy Đinh Dũng đã lao tới, Tổng Giám Đốc Trịnh lại bóp cò, nhưng lần này chỉ có một viên đạn được bắn ra, âm thanh phát ra từ trong khẩu súng. Đừng mà, Kim Tư Kỳ thấy Tổng Giám Đốc Trịnh nổ súng, sợ hãi che miệng. Vẻ mặt Ngụy Tiêu Tĩnh thay đổi rõ rệt, môi không còn màu máu, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy viên đạn bay về phía Đinh Dũng. Vút, một cơn gió dữ dội vút qua, bóng người Đinh Dũng bỗng trở nên mờ ảo như một bóng ma. Anh lắc mình, hơi nghiêng vị trí họng súng lại rồi tay phải đưa ra, dùng hai ngón kẹp lấy. Viên đạn xoay tròn sau đó bị Đinh Dũng kẹp lại giữa hai ngón tay, ánh mắt anh lạnh lùng, bước về phía trước một bước, túm cổ Tổng Giám Đốc Trịnh nhấc ông ta lên khỏi mặt đất. Đừng giết tôi, đừng, a! À. Súng của Tổng Giám Đốc Trịnh đã hết đạn, bây giờ ông ta giống như một con cừu non đang chờ bị giết thịt, còn không đợi ông ta cầu xin tha thứ xong, Đinh Dũng đã bẻ gãy tay phải của ông ta. Keng một tiếng, con dao găm trong tay phải Tổng Giám Đốc Trịnh rơi xuống đất theo cánh tay bị bẻ gãy. Sau đó Đinh Dũng lại lôi Tổng Giám Đốc Trịnh đi đến ngã tư. Trương Bồi Sơn bị người đàn ông mặc vest túm được, con dao sắc bén đang kề vào cổ Trương Bồi Sơn. Người đàn ông mặc vest nhìn mấy người Trương Thiệu Thích rồi hét lên, cút hết cho tôi, nếu không tôi sẽ giết hắn ngay lập tức. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hôm nay đừng ai mong rời khỏi đây. Nghe thấy câu này của người đàn ông mặc vest, Trương Thiệu Thích nheo mắt rồi lạnh giọng quát. Trương Thiệu Thích đã lăn lộn bao nhiêu năm ở thành phố Kim Châu này mới dẫn theo anh em chiếm được nửa giang sơn, nếu bị vài câu của tên này dọa sợ thì ông ta cũng không cần làm lão đại nữa. Hừ, hắn là con trai ông mà ông còn không màng sống chết của hắn à? Người đàn ông mặc vest hừ lạnh, đang định lên tiếng nhưng không ngờ Trương Thiệu Thích đã phất tay ra lệnh, dù thế nào thì hôm nay chúng mày cũng không đi được, nếu con trai tao mất một nửa cọng tóc, tao cũng sẽ phanh thây xé xác, nghiền xương từng người chúng mày thành tro. Bố, bố không phải lo cho con, giết bọn chúng đi. Trương Bồi Sơn cũng không đếm xỉa, cắn răng nói, kiếp sau con vẫn làm con trai bố. Dứt lời, Trương Bồi Sơn đột nhiên túm lấy cánh tay người đàn ông mặc vest, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người kia, nhưng sức lực của hắn kém gã kia quá nhiều, không cùng một cấp bậc trọng lượng. Đừng nhúc nhích, nếu còn nhúc nhích thì ông đây sẽ giết mày. Sắc mặt người đàn ông mặc vest thay đổi, con dao sắc bén trong tay cứa vào cổ Trương Bồi Sơn. Máu tươi chảy xuống dao, tuy chỉ bị rách một chút nhưng sắc mặt Trương Thiệu Thích đã âm trầm như nước, ánh mắt ông ta mang theo sát khí đáng sợ. Thả cậu ta ra, đúng lúc này, Đinh Dũng lôi cổ Tổng Giám Đốc Trịnh tới, kẹp cổ ông ta rồi hờ hững nói, nếu không tôi giết ông ta. Giết đi, chẳng liên quan gì đến bọn tao. Ai ngờ người đàn ông mặc vest lại lật mặt, chỉ vào Đinh Dũng rồi quát, chỉ cần mày bảo bọn họ tránh đường, cho anh em bọn tao rời đi thì tao sẽ thả hắn. Mày nói gì đấy, mau bảo hắn thả tao ra. Nghe thấy lời của người đàn ông mặc vest, sắc mặt Tổng Giám Đốc Trịnh thay đổi. Vội vàng quát, tao ra lệnh cho mày lập tức thả người. Tổng Giám Đốc Trịnh sợ rồi,
nếu Đinh Dũng thật sự giết ông ta thì cơ đồ ông ta liều mạng cố gắng bao nhiêu năm nay chẳng phải sẽ lãng phí ư. Ông ta còn chưa được hưởng thụ nữa mà. Ông có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Nếu không phải mấy người anh em chúng tôi hy sinh cho ông thì ông có ngày hôm nay không? Nhưng sau khi nghe thấy lời của Tổng Giám Đốc Trịnh, người đàn ông mặc vest càng thêm kích động, giơ dao chỉ vào Tổng Giám Đốc Trịnh rồi chửi bới, ông là cái thá gì chứ đồ khốn nạn, chết một mình đi, đừng liên lụy đến bọn tôi. Đinh Dũng khẽ nheo mắt, thấy người đàn ông mặc vest đã giơ con dao lên, rời khỏi cổ Trương Bồi Sơn, tay anh khẽ động, đang định ra tay thì người đàn ông mặc vest lại kề con dao vào cổ Trương Bồi Sơn, điều này khiến hành động của Đinh Dũng khựng lại. Giữa hai ngón tay anh có kẹp một viên đạn, ở khoảng cách này Đinh Dũng có thể giết gã chỉ bằng một chiêu, nhưng anh không dám bảo đảm khi mình ra tay liệu tên đó có phản ứng lại rồi cắt cổ Trương Bồi Sơn không, vì thế anh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải nghĩ cách khiến hắn ta giơ con dao lên. Nghĩ đến đây, Đinh Dũng đá vào Tổng Giám Đốc Trịnh rồi nói, mau lên, bảo người của ông thả bạn tôi ra, nếu không tôi sẽ giết ông ngay lập tức. Đinh Dũng vừa dứt lời liền bóp chặt cổ Tổng Giám Đốc Trịnh hơn, ông ta thở không nổi, hai tay giơ tay giãy giụa, nói liên tục, đừng, đừng giết tôi nhất định sẽ có cách. Thanh Hải, tên khốn nhà mày, đồ vong ơn bội nghĩa, mau thả người ra. Cảm thấy cổ được buông lỏng, Tổng Giám Đốc Trịnh vội chỉ vào người đàn ông mặc vest rồi quát, đừng quên vợ mày vẫn đang nằm trong tay tao. Nếu mày dám làm trái lời tao thì bây giờ tao sẽ cho người giết vợ mày. Khốn kiếp, ông dám động vào cô ấy thử xem. Nghe thấy Tổng Giám Đốc Trịnh muốn động tới vợ mình, sắc mặt người đàn ông mặc vest thay đổi rõ rệt, lập tức trở nên kích động, dùng con dao chỉ vào Tổng Giám Đốc Trịnh, muốn chém chết ông ta ngay tức khắc. Đinh Dũng chỉ chờ thời khắc này. Khi người đàn ông mặc vest giơ tay lên, tay còn lại của anh chợt vung lên, viên đạn kẹp trong tay vút bay trong không trung như bay ra khỏi nòng súng, bắn ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Phập, viên đạn chuẩn xác ghim vào giữa trán người đàn ông mặc vest, hai mắt gã mở to, máu tuôn ra điên cuồng dọc theo lỗ đạn trên lông mày. Phịch, người đàn ông mặc vest thả Trương Bồi Sơn ra, ngã rụi xuống đất. Tất cả mọi người đều sững sờ, không ai phản ứng kịp và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Đinh Dũng đã thả Tổng Giám Đốc Trịnh ra rồi sải bước tới, kéo Trương Bồi Sơn lại, quát lớn, không được nhúc nhích, ai dám nhúc nhích tôi giết người đấy. Đại ca! Mọi người cùng nhau xông lên, giết bọn hắn. Báo thù cho đại ca! Đám thuộc hạ của người đàn ông mặc vest không hổ là dân liều mạng, sau khi nghe câu đó của Đinh Dũng chẳng có ai sợ hãi, ngược lại còn kích thích tính hung hãn trong mình, rút vũ khí lao về phía Đinh Dũng. Dầm một tiếng. Trước khi họ đụng tới Đinh Dũng thì đã bị Tống Long đá bay ra xa. Mà lúc này những người khác cũng có phản ứng, lập tức xông lên theo lệnh của Trương Thiệu Thích, ấn đám người của người đàn ông mặc vest xuống đất. Đinh Dũng đến bên người đàn ông mặc vest, kiểm tra một chút thì thấy gã đã không còn hơi thở. Hắn chết rồi, Tống Long nhíu mày, giết người là hơi phiền phức rồi đấy. Nghe Tống Long nói vậy, Đinh Dũng thở dài, đứng lên nhìn Tổng Giám Đốc Trịnh rồi hờ hững nó. Vừa nãy ông nói vợ anh ta trong tay ông. Không, không, tôi cố ý dọa hắn thôi. Tổng Giám Đốc Trịnh liên tục xua tay, sợ hãi nói. Đinh Dũng cau mày liếc nhìn người đàn ông mặc vest, giết người cũng là bất đắc dĩ. Nếu vừa rồi anh không giết gã thì Trương Bồi Sơn sẽ phải gặp tai ương. Lúc này Đinh Dũng mới khẽ thở dài trong lòng, con người sống càng lâu càng không chịu nổi cảnh sinh ly tử biệt. Lòng anh không khỏi nhớ tới người năm đó, vì thế anh nói với Tổng Giám Đốc Trịnh. Tôi không cần biết vợ anh ta có ở trong tay ông hay không, nhưng người ta đã chết thì đừng làm khó người còn sống nữa. Vâng, vâng, nghe Đinh Dũng nói vậy, Tổng Giám Đốc Trịnh sợ hãi gật đầu liên tục. Sư tổ, xử lý bọn họ thế nào ạ? Tống Long đá vào một tên thuộc hạ của người đàn ông mặc vest và hỏi. Độc Lang Bang à, giao cho chính phủ đi, để họ xử thế nào thì xử. Đinh Dũng suy nghĩ một lát rồi nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh nói, cũng coi như cho bố em tăng thêm chút thành tựu chính trị. Còn ông ta, đưa về đi, từ từ mà tra hỏi. Nói xong Đinh Dũng chỉ vào Tổng Giám Đốc Trịnh. Sau khi Tổng Giám Đốc Trịnh trừ khử được người giàu nhất bấy giờ, ông ta đã kiếm được rất nhiều tiền ở thành phố Kim Châu, giàu đến nứt đố đổ vách, bắt ông ta có lẽ sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Ở một nơi mà mọi người đều không để ý, một nam thanh niên đang nằm trên mái hiên. Tên này ẩn cư giỏi đấy, còn mạnh hơn cả võ học đại sư. Người đang nằm trên mái hiên chính là Viên Thiếu Khang, hắn vốn cũng định ra tay với Đinh Dũng,
vì hắn nhất định phải đoạt được pho tượng kia, nhưng bây giờ hắn lại thầm thấy may mắn, nếu không có Tổng Giám Đốc Trịnh thăm dò đường phía trước, rất có thể hắn cũng sẽ đi theo bước chân ông ta. Nghĩ đến đây, trong mắt Phiên Thiếu Khang lướt qua vẻ hiểm độc, không biết là nghĩ tới điều gì, hắn lắc mình nhảy khỏi mái hiên, nhảy từ bên kia xuống vội vã rời khỏi đây. Giải quyết xong Tổng Giám Đốc Trịnh, Đinh Dũng và đám người Trương Thiệu Thích cùng ra về. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi đi, hôm khác tôi sẽ mời mọi người ăn một bữa cơm ngon. Đinh Dũng đã không còn ý định ăn cơm nữa, anh chỉ muốn về nhà tìm hiểu hai thứ kỳ quái kia. Trương Thiệu Thích vốn định tới làm quen với mấy người khác, nghe anh nói vậy chỉ đành gật đầu đồng ý, sau đó cùng Trương Bồi Sơn lái xe rời đi. Anh Đinh này đúng là thần thông quảng đại, không chỉ quen được người nhà họ Kim ở Giang Nam mà còn thân thiết với hai vị đó. Trương Thiệu Thích không khỏi cảm thán. Lúc trước khi nghe Trương Bồi Sơn nói, ông ta còn không tin, nhưng bây giờ có vẻ những gì Trương Bồi Sơn nói chỉ thể hiện được một phần nhỏ của Đinh Dũng mà thôi. Con đã nói từ lâu rồi mà bố không tin. Trương Bồi Sơn nhún vai một cách bất đắc dĩ. Được rồi, lần này bố tin rồi. Nói xong, Trương Thiệu Thích bỗng nhìn về phía con trai đang lái xe, vẻ mặt nghiêm nghị vỗ vai hắn rồi nghiêm túc nói, nên thuận theo ý người này chứ không nên làm trái ý. Lợi dụng được có lẽ nhà họ Trương chúng ta cũng có thể một bước lên trời. Bố yên tâm, con sẽ không trêu chọc anh Đinh đâu. Nghe bố nói vậy, Trương Bồi Sơn cười gật đầu. Nhưng Trương Thiệu Thích lại lắc đầu thở dài, người xưa có câu gần vua như gần cọp, người như Đinh Dũng, nếu tận dụng được thì có thể một bước lên trời, nếu không lợi dụng được rất có khả năng sẽ chôn mình trong vực thẳm vô tận. Ở bên kia, sau khi mấy người Đinh Dũng chào tạm biệt xong thì đưa Ngụy Tiêu Tĩnh về nhà. Đinh Dũng định đưa Ngụy Tiêu Tĩnh về nhà rồi nhanh chóng chuyển nội dung trong miếng ngọc vào đầu cô ấy để không bị người khác nhìn thấy nói lung tung, đến lúc đó lại mất thời gian giải thích. Tuy nhiên điều anh không thể ngờ tới là khi cả hai vừa vào cửa đã thấy Lâm Hồng Ngạn đang ngồi trên sofa đắp mặt nạ. Sắc mặt Đinh Dũng thay đổi, định lặng lẽ đưa Ngụy Tiêu Tĩnh lùi lại. Ai ngờ vẫn bị Lâm Hồng Ngạn nhìn thấy, Lâm Hồng Ngạn đang đắp mặt nạ chợt đứng dậy, chỉ vào Đinh Dũng rồi quát đứng lại cho tôi. Hay cho Đinh Dũng nhà cậu, Phương Nhiên nhà chúng tôi đối xử thật lòng với cậu mà cậu lại nhân lúc nó không ở đây đưa người phụ nữ khác về nhà. Sắc mặt Lâm Hồng Ngạn cực kỳ khó coi, bà ta giật mặt nạ trên mặt xuống rồi cắn răng nghiến lợi nói, tôi đã biết cậu không phải thứ tốt lành gì lâu rồi nhưng không ngờ cậu lại tồi tệ đến vậy, mau cút đi. Cậu đưa tiện con nhân này cút đi ngay cho tôi nhìn thấy hai người mà buồn nôn, cậu lại còn đưa người phụ nữ khác về nhà nữa, cậu coi nhà là nơi nào hả? Lâm Hồng Ngạn không cho Đinh Dũng cơ hội giải thích đã chỉ tay vào mặt anh mà chửi bới. Đinh Dũng lúng túng, ho khan một tiếng rồi kéo Ngụy Tiêu Tĩnh đang co rụt cổ vào nhà rồi nói, mẹ, con giới thiệu với mẹ đây là con gái của lãnh đạo cấp cao thành phố chúng ta. Mẹ hiểu lầm rồi, cô ấy là bạn con, hôm nay tới đây rể lấy một thứ. Đinh Dũng biết muốn khiến Lâm Hồng Ngạn dừng lại thì phải thổi phồng thân phận Ngụy Tiêu Tĩnh lên. Quả nhiên nghe thấy Đinh Dũng giới thiệu. Lâm Hồng Ngạn lập tức im lặng, nhưng bà ta vẫn không tin, cau mày nói với vẻ nghi ngờ, cô ta là con gái của lãnh đạo cấp cao thành phố chúng ta. Cậu mà lại quen được với những người có máu mặt vậy á? Tôi không. Tôi cảnh cáo cậu đừng có mà lừa tôi đấy. Lâm Hồng Ngạn vốn định nói không tin nhưng chợt nhớ trước kia thư ký Hồ từng tới tìm Đinh Dũng, trong lòng hơi sửng sốt, cau mày hỏi. Con lừa mẹ làm gì, mà con cũng đã lừa mẹ bao giờ đâu? Đinh Dũng bất đắc dĩ xòe tay ra, sau đó nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh, đây là mẹ vợ anh, mẹ của Phương Nhiên. Khụ khụ, cháu chào bác gái. Đã đến nước này, Ngụy Tiêu Tĩnh chỉ đành cắn răng kiên trì gật đầu chào Lâm Hồng Ngạn. Thấy Ngụy Tiêu Tĩnh, Lâm Hồng Ngạn mới nghi ngờ quan sát, cô ạ, cháu thật sự là. Vâng, Ngụy Tiêu Tĩnh hơi ngượng ngùng gật đầu. Thật ra ở ngoài cô không muốn cho mọi người biết bố mình là Ngụy Kiến Quốc. Như vậy cô luôn cảm thấy người khác đều vì lấy lòng ba mình nên mới đối tốt với mình. Mau, mau vào ngồi đi, bác đi rửa ít hoa quả. Thấy Ngụy Tiêu Tĩnh gật đầu, vẻ mặt Lâm Hồng Ngạn lập tức trở nên vui tươi hẳn, bà ta kéo Ngụy Tiêu Tĩnh ngồi lên sofa rồi lại chạy vào bếp rửa hoa quả. Em biết sẽ thế này mà, thấy cảnh tượng này, Ngụy Tiêu Tĩnh ủ rũ nói. Đinh Dũng lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lâm Hồng Ngạn tin thì thái độ của bà với Ngụy Tiêu Tĩnh chắc chắn sẽ xoay chuyển 180 độ, như vậy cũng không cần giải thích gì nữa. Đinh Dũng, cậu mau đi mua thức ăn đi rồi nấu vài món. Lâm Hồng Ngạn trừng mắt nhìn Đinh Dũng,
nhét cho anh 300 rồi quay người lại nở nụ cười nịnh nọt, trưa nay cháu Ngụy ở lại ăn cơm nhé. Như vậy, không tiện lắm ạ. Ngụy Tiêu Tĩnh ngượng ngùng nhìn Đinh Dũng. Có gì mà không tiện, quen nhau là duyên phận cả mà, sau này cháu muốn tới thì lúc nào cũng có thể tới chơi. Nụ cười nịnh bợ trên mặt Lâm Hồng Ngạn khiến Ngụy Tiêu Tĩnh có phần không thoải mái. Đinh Dũng bất đắc dĩ nhún vai, nói với Lâm Hồng Ngạn, mẹ, mọi người nói chuyện nhé, con vào phòng lấy chút đồ. Lát nữa con sẽ đi mua thức ăn. Nói xong, Đinh Dũng thấy Lâm Hồng Ngạn lại định nổi giận thì vội bổ sung thêm một câu. Sau đó Đinh Dũng cũng mặc kệ Lâm Hồng Ngạn thế nào, anh chạy một mạch về phòng rồi khóa cửa lại, lấy pho tượng và khối ngọc tỷ trong túi trữ đồ ra. Hai món đồ này nhìn qua cũng không có gì khác thường, nhưng vừa vào túi trữ đồ của anh là lại không yên, bây giờ lấy ra thì lại yên ắng trở lại. Lẽ nào là do tiếp xúc với linh khí? Đinh Dũng cau mày, thầm suy đoán. Túi trữ đồ của anh là pháp bảo cấp thấp, có chứa một chút linh khí, không gian trong túi cũng nhỏ, lâu ngày đúng là sẽ tích được chút linh khí, tuy rằng không đặc nhưng cũng được coi là dày đặc hơn ở thế giới bên ngoài. Nghĩ đến đây, Đinh Dũng lại cất hai món đồ vào túi đựng đồ, sau đó anh nhắm mắt lại, kiểm soát sức mạnh linh hồn xuyên vào trong túi, quan sát hai món đồ. Sau khi hai món đồ cho vào túi đựng cũng không có động tĩnh gì, Đinh Dũng cũng không vội, anh im lặng quan sát. Khoảng 5 phút sau, ngọc tỷ màu đen đột nhiên hơi nhúc nhích, sau đó một làn sương mù màu đen tỏa ra từ bề mặt, đồng thời một làn sóng kỳ lạ cũng đang chuyển động rồi tản ra từ trong ngọc tỷ. Cảm nhận được sự dao động, thần hồn Đinh Dũng chấn động, mặc dù sự dao động này không thể lay chuyển thần hồn của anh nhưng lại khiến anh cảm nhận được rõ ràng một sức mạnh cực âm cực lạnh. Đúng lúc này, pho tượng vốn không có khí tức trong không gian túi đựng đồ, khi chạm vào sóng dao động này lập tức tản ra một luồng khí tức cực kỳ quái dị. Ha ha ha! Một điệu cười quái dị vọng lại từ trong túi đựng đồ, sau đó là tiếng khóc thê lương thảm thiết. Ngay cả sức mạnh linh hồn của Đinh Dũng sau khi cảm nhận được âm thanh vừa khóc vừa cười đó cũng không khỏi chấn động. Thứ quái gì vậy? Đinh Dũng nhíu mày, cầm túi đựng đồ lên giường ngồi. Sau đó anh hoàn toàn giải phóng sự khống chế của cơ thể, dồn hết sức mạnh linh hồn vào trong túi, ngưng tụ thành một cơ thể màu vàng kim trong không gian túi. Cơ thể màu vàng kim này là biểu hiện hiện thực hóa của sức mạnh linh hồn trong Đinh Dũng, do sức mạnh linh hồn của anh quá mạnh. Cơ thể ngưng tụ này cũng đã có xu hướng hiện thực hóa, bây giờ xuất hiện trước pho tượng lập tức dẫn đến sự thay đổi của pho tượng. Ha ha ha, cậu muốn có được sức mạnh vô địch thiên hạ không? Cậu muốn trở thành người thống trị quyền lực không? Lại đây, chỉ cần cậu muốn thì những điều này đều có thể trở thành hiện thực. Giọng nói quái dị vang lên trong đầu Đinh Dũng, pho tượng từ từ bay lên, khuôn mặt tươi cười đối diện với Đinh Dũng, khuôn mặt cười được điêu khắc mà ra lúc này như mặt người sống. Nhếch miệng cười quái dị. A, tôi chết thảm quá, ai cứu tôi với, giúp tôi với. Đúng lúc này, bỗng nhiên pho tượng chấn động, thay đổi góc độ, những giọt nước mắt chảy ra từ khuôn mặt khóc kia, một giọng nói biến ảo khôn lường đang gào thét điên cuồng. Đinh Dũng bị pho tượng ảnh hưởng, thậm chí còn muốn bước tới, nhưng may thay linh hồn của anh còn có cả thuộc tính thần thánh nên độ ảnh hưởng của pho tượng với anh là rất nhỏ. Rốt cuộc mày là thứ gì? Đinh Dũng nhìn pho tượng một cách kỳ lạ rồi hỏi. Giọng nói của Đinh Dũng thông qua thần hồn truyền ra, nhưng khoảnh khắc truyền ra ấy, dù là tiếng khóc hay tiếng cười của pho tượng đều ngừng lại ngay tức khắc, sau đó nó lại thay đổi góc độ, lần này là khuôn mặt nghiêm túc vô cảm. Cậu không chịu ảnh hưởng của chúng tôi? Đây là câu hỏi đầu tiên pho tượng đặt ra. Những lời trước đó dù nghe thế nào cũng như không thay đổi, lời nói tuần hoàn vô hạn. Chỉ có câu hỏi này khiến Đinh Dũng khẳng định trong pho tượng này có một tia ý thức. Nghĩ đến đây, Đinh Dũng hừ lạnh, sau đó anh thờ ơ nói, rốt cuộc anh là cái quỷ gì? Tốt nhất hãy thành thật khai báo, nếu tôi không vừa ý sẽ khiến anh và pho tượng này cùng hồn bay phách tán đấy. Ha ha ha, hồn bay phách tán. Làm đi, tôi sống bao nhiêu năm rồi, đã thấy rất nhiều người mạnh miệng nhưng đều bị tôi nuốt hết vào bụng rồi. Pho tượng cười một tiếng kỳ quái. Khóe môi của khuôn mặt nghiêm túc hơi cong lên. Thấy thế, Đinh Dũng khẽ cau mày, anh đã sống hơn 5.000 năm, đã thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ nhưng sự kỳ dị của pho tượng này khiến anh nhất thời có chút bối rối. Sống rất nhiều năm, anh sống từ thời đại nào? Đinh Dũng suy ngẫm một chút, không sờ vào pho tượng cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại. Vì Đinh Dũng nghĩ tới một khả năng. Nếu hắn có thể sống từ thời cổ đại thì có phải cũng có nghĩa là những người khác cũng có thể sống từ thời cổ đại đến bây giờ.
Sau khi có suy nghĩ này, Đinh Dũng càng nghĩ càng thấy có khả năng, lòng anh không khỏi kích động. Dù sao anh cũng là người duy nhất sống từ cổ đại tới giờ, anh đã nhìn thấy sự phồn hoa của thế gian suốt cả quãng đường, trải qua vô số cuộc sinh ly tử biệt, đột nhiên gặp được người có thể là người đến từ cùng thời đại với mình, lòng anh có chút chờ mong. Hả, thời đại nào? Dường như pho tượng hơi nghi hoặc, suy nghĩ một chút rồi hừ lạnh, cậu hỏi vấn đề này làm gì? Không đúng, cậu không chịu ảnh hưởng của tôi, cậu cũng là người thời cận cổ đại, tránh được tam tai sáu họa. Đột nhiên giọng điệu pho tượng thay đổi, vô cùng kinh ngạc hỏi. Nghe thấy lời này của pho tượng, trong lòng Đinh Dũng đã có suy đoán, nếu một tu sĩ không thể lịch kiếp trùng sinh mà thăng thiên thì sẽ bị xóa sổ bởi tam tai lục họa. Nhưng anh cũng từng nghe nói có người dùng phương pháp đặc biệt để tránh tam tai lục họa, có lẽ có thể trường sinh bất diệt từ đó. Nhưng Đinh Dũng chưa từng thấy ai thế này, cũng chưa từng nghe nói có ai dùng phương pháp này mà thành công tránh được tam tai lục họa, không ngờ bây giờ anh lại gặp được một người, có vẻ như người này đã sử dụng thành công phương pháp đặc biệt này. Đúng thế, tôi cũng như anh. Đinh Dũng gật đầu rồi nghiêm nghị hỏi, anh là người của triều đại nào? Tên là gì? Còn nữa, hai giọng nói vừa nãy là thế nào? Nếu giọng nói được phát ra từ ý thức thì hai giọng nữ hoàn toàn khác nhau kia hiển nhiên không thể giả, lẽ nào bên trong pho tượng còn có linh hồn của người khác nữa? Hừ, đó là hai cao thủ đại nguyên anh mà bổn tọa hấp thụ được. Nghe thấy câu hỏi của Đinh Dũng, giọng nói bên trong pho tượng có chút đắc ý, hai người này đều không chịu được sự cám dỗ, muốn đạt được hóa thần, mà với thiên phú của họ thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi bị tôi hút thì bị nhốt trong pho tượng này, kha kha kha. Đúng là hại người rất nhiều. Đinh Dũng lắc đầu, quyết định phá hủy pho tượng này. Lúc trước pho tượng này dụ dỗ anh, hiển nhiên là lại muốn tiếp tục hại người, cho dù giữ pho tượng này bên mình cũng không thể đảm bảo được an toàn thực sự, vì vậy tốt hơn hết là nên phá hủy nó đi. Mẹ nó, cậu cũng là người tránh được tam tai lục họa, lẽ nào còn không hiểu hoàn cảnh của chúng ta? Nhưng khi thấy Đinh Dũng đánh giá mình hại người, ý thức trong pho tượng bỗng trở nên chấn động kịch liệt, sau khi tránh được tam tai lục họa, thần hồn không còn chỗ dựa, chỉ có thể sống nhờ trong pho tượng này, duy trì sự sống bằng việc chiếm đoạt linh hồn, nếu không tôi đã cạn kiệt tinh lực mà chết từ lâu rồi. Tôi không tin cậu chưa từng hút linh hồn của người khác. Ý thức trong pho tượng rất kích động, nói xong câu này hắn lại cười lớn, lần này tôi có thể tỉnh lại là nhờ có ngọc tỷ đó. Khí tức nó tản ra đúng là mỹ vị ngàn năm hiếm gặp. Đinh Dũng thấy hơi kỳ lạ nhưng anh cũng không có tâm tư suy nghĩ sâu xa, gã này là tu sĩ từ thời cận cổ đại, không cùng thời đại với anh, điều này khiến sự kỳ vọng của Đinh Dũng biến thành thất vọng. Tôi không giống anh, tôi có thân thể bằng xương bằng thịt. Đinh Dũng mỉm cười, bấm vào pháp quyết trong tay, chợt một luồng ánh sáng vàng lóe lên, hóa thành một lưỡi dao sắc bén màu vàng kim, đâm thẳng về phía pho tượng. Vút. Mặc dù ánh sáng vàng do thần hồn lực biến thành không nhìn thấy được nhưng trong mắt pho tượng, hắn đã thấy lưỡi dao sắc bén ánh sáng vàng tấn công, hắn gầm lên, trong pho tượng lập tức tản ra một quầng đen. Lưỡi dao sắc bén ánh vàng gặp quầng sáng màu đen lập tức hòa vào làm một, điều khiến Đinh Dũng ngạc nhiên là lưỡi dao ánh sáng vàng không thể cắt được quầng sáng đen mà chỉ khiến quầng đen mở đi một chút. Hừ, muốn giết ông nội cốc đây, mày vẫn còn non lắm. Ý thức trong pho tượng dao động. Sau đó lại lập tức hét lên, tại sao mày lại có cơ thể bằng xương bằng thịt, tam tai lục họa tác động lên cơ thể, sao có thể vẫn còn cơ thể? Không thể nào, không thể nào. Lúc này ý thức trong pho tượng đang gầm lên một cách cuồng loạn, pho tượng cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, không thể nào, chuyện bổn tọa không làm được, sao mày có thể làm được? Mày không thể có cơ thể bằng thịt. Có gì mà không thể? Trên đời này có chuyện lạ nào mà không có, anh chưa thấy không có nghĩa là không có. Đinh Dũng lại nở nụ cười mỉa mai, anh lại bấm niệm pháp quyết trong tay nhưng lần này không dùng lưỡi dao ánh sáng vàng để tấn công pho tượng nữa mà dùng sức mạnh của mình hóa thành thiên la địa võng, bao phủ từng lớp lên pho tượng, cuối cùng quấn thành một quả cầu vàng. Mày muốn làm gì, tao cảnh cáo mày, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không mày sẽ phải hối hận. Phát hiện ra động tác của Đinh Dũng, giọng nói trong pho tượng trở nên có chút sợ hãi. Nếu không giết chết được mày thì tao sẽ để cho mày đói chết. Đinh Dũng cười nhẹ, lại bắt đầu động tác trên tay, từng cấm chế từ sức mạnh linh hồn động lên quả cầu vàng. Vô số cấm chế hóa thành phong ấn, chẳng mấy chốc đã khiến cho pho tượng trong quả cầu vàng mất đi vẻ sáng bóng, ngay cả quầng đen cũng biến mất, giống như đã mất đi sức mạnh chống đỡ, bụp một tiếng rơi xuống đất.
Thằng nhóc, đừng để tao ra được, nếu không tao sẽ giết chết mày. Chỉ có giọng nói bên trong pho tượng vẫn còn đang chửi rủa, nhưng Đinh Dũng ngoảnh mặt làm ngơ, ném quả cầu vàng vào trong góc. Sau đó, Đinh Dũng nhìn Ngọc Tỷ, so với pho tượng kỳ quái kia thì Ngọc Tỷ này thuần khiết hơn rất nhiều. Đây hẳn là một pháp bảo đặc biệt, chỉ là không phải linh khí điều khiển nó mà là một loại sức mạnh khác chưa được biết đến. Đinh Dũng không có ý định nghiên cứu sâu về nó nên anh cũng phong ấn nó lại theo cách tương tự. Đối với những vật không thể khống chế, trước giờ sự lựa chọn của Đinh Dũng luôn là phong ấn chúng lại, biến chúng thành những vật có thể khống chế, dù sao đến giờ cũng chưa có vật nào thoát được khỏi phong ấn của anh. Sau khi làm xong những việc này, Đinh Dũng mới mở mắt ra, nhìn miếng ngọc đặt bên giường, là miếng ngọc lúc nãy Ngụy Tiêu Tĩnh trả cho anh. Dùng định thần châu như một biện pháp hỗ trợ để ngăn ngừa các vấn đề, có thể giảm rủi ro và ảnh hưởng xuống dưới mức 0,1%. Nghĩ đến đây, Đinh Dũng không do dự gì nữa, nói là làm. Đầu tiên anh đặt miếng ngọc nằm ngang trước mặt mình, sau đó lại lấy định thần châu ra, sức mạnh trong cơ thể phun trào, lập tức tác động lên định thần châu. Định thần châu vốn đang trầm ổn, bỗng nhiên bắt đầu rung lên kịch liệt. Mà lúc này miếng ngọc cũng bay lên. Dưới tác động của nội lực trong cơ thể Đinh Dũng, một loạt đốm sáng hơi mở phát ra ra rồi nhập vào định thần châu với tốc độ cực nhanh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vì định thần châu không giống miếng ngọc, mà là vật phẩm đặc dụng để truyền thông tin, vì thế việc truyền tin có phần chậm chạp. Điều này tương đương với việc truyền tải nội dung trong USB sang một vật dụng thông thường, không chỉ cực kỳ khó khăn mà tốc độ truyền tải còn cực kỳ chậm. Đồng thời phải đảm bảo rằng sau khi thông tin được truyền đi, có thể tiếp tục sử dụng như khi ở trong USB. Mãi đến hơn nửa giờ sau, Đinh Dũng mới truyền được nội dung trong miếng ngọc vào định thần châu, khi đốm sáng cuối cùng vụt tắt, miếng ngọc dường như đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nhanh chóng mở đi, cuối cùng rơi nhẹ xuống bịch một tiếng, hóa thành một đống cho tàn. Thu, Đinh Dũng hô nhẹ, cất định thần châu đi. Sau đó anh lau mồ hôi trên trán, mở cửa bước ra ngoài. Nói với Ngụy Tiêu Tĩnh đang ngồi trên sofa, lại đây một chút. Ngụy Tiêu Tĩnh đang nói chuyện với Lâm Hồng Ngạn, nhưng có vẻ đang bị Lâm Hồng Ngạn ép làm chuyện gì đó, sau khi nghe Đinh Dũng gọi thì vội đứng dậy, chạy vào phòng như chạy trốn. Hai, Đinh Dũng, cậu mau đi mua thức ăn đi, không còn sớm nữa đâu. Thấy Ngụy Tiêu Tĩnh chạy vào phòng Đinh Dũng, Lâm Hồng Ngạn hừ nhẹ, mặc dù không vui lắm nhưng cũng không nói gì. Đinh Dũng có thể tạo dựng quan hệ với các vị lãnh đạo lớn trong thành phố, nhất là bây giờ Hàn Phương Nhiên vừa mới gia nhập tập đoàn Hàn Thị, nếu được lãnh đạo lớn giúp thì chắc chắn có thể kiểm soát tập đoàn Hàn Thị nhanh hơn, đến khi đó còn có thể có được cả tập đoàn luôn. Thế nào, ở bên ngoài kia nói chuyện vẫn ổn chứ? Đinh Dũng cười híp mắt nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh, biết rõ còn cố hỏi. Thầy, không có ai bẫy học sinh như thầy đâu. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Ngụy Tiêu Tĩnh bĩu môi. Đinh Dũng bật cười, người như Lâm Hồng Ngạn, đừng nói là Ngụy Tiêu Tĩnh, đôi khi chính anh còn không chịu nổi. Anh vừa cười vừa lấy định thần châu ra rồi nói, bắt đầu thôi, khoanh chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Hả, nhắm mắt làm gì, nghe thấy câu này của Đinh Dũng, mặt Ngụy Tiêu Tĩnh ửng hồng. Không nhắm cũng được, nhưng sẽ hơi khó chịu, Đinh Dũng nhún vai bất đắc dĩ. Nếu cứ mở mắt thì sẽ không thể ngưng thần tĩnh khí. Việc dung hợp với định thần châu vốn đã rất đau đớn rồi, nếu không thể ngưng thần thì đương nhiên sẽ đau đớn hơn. Nhưng ngoài việc có hơi đau đớn ra thì không còn ảnh hưởng nào khác, cho nên Đinh Dũng mới cho Ngụy Tiêu Tĩnh quyền lựa chọn. Ngụy Tiêu Tĩnh gật đầu, nhưng không nhắm mắt lại. Đinh Dũng cũng không nói thêm nữa, vung định thần châu trong tay ra, sau đó bấm pháp quyết trong tay, bấm pháp quyết và chỉ vào giữa hai lông mày Ngụy Tiêu Tĩnh. Định thần châu rơi xuống trước hai lông mày của Ngụy Tiêu Tĩnh, lơ lửng quay tròn trên không trung, trông rất huyền ảo, Ngụy Tiêu Tĩnh giật mình, ngạc nhiên hỏi, sao nó lại lơ lửng được thế ạ? Dung hợp, Đinh Dũng không trả lời câu hỏi của cô, cũng không thể hiện sự do dự, anh dùng tay chạm nhẹ, định thần châu lập tức dính chặt vào phần da chỗ da lông mày của Ngụy Tiêu Tĩnh. A, Ngụy Tiêu Tĩnh hét lớn một tiếng, đau, đau quá, đau quá. Đừng nhúc nhích, thấy Ngụy Tiêu Tĩnh đưa tay sờ trán. Đinh Dũng cau mày rồi khẽ giọng nói. Bị Đinh Dũng làm cho giật mình, bàn tay đang đưa ra của Ngụy Tiêu Tĩnh cứng đờ, cô chu cái miệng nhỏ nhắn lên rồi nói với giọng không vui, thầy làm em đau quá, có cách nào giảm đau không? Bảo em nhắm mắt lại thì em không nghe, Đinh Dũng dùng ánh mắt trách cứ nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh rồi nói, nhắm mắt lại sẽ đỡ hơn. Nghe thấy lời Đinh Dũng nói,
Ngụy Tiêu Tĩnh nhanh chóng nhắm mắt lại, quả nhiên cơn đau cũng dịu đi một chút, cô cắn chặt môi dưới, không nói gì nữa. Tuy nhiên tất cả những lời này đã bị Lâm Hồng Ngạn ở ngoài cửa nghe thấy. Sắc mặt Lâm Hồng Ngạn lúc này cực kỳ khó coi, khi nghe thấy Ngụy Tiêu Tĩnh nói bị Đinh Dũng làm đau, bà ta càng siết chặt nắm tay hơn, cắn răng nghiến lợi nói, hay lắm Đinh Dũng, cậu đúng là tên khốn kiếp, tôi biết cậu không phải thứ tốt lành gì mà, nếu Ngụy Tiêu Tĩnh không phải là con gái lãnh đạo lớn thì bây giờ tôi đã khiến tiếng xấu của hai người đồn xa rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Hồng Ngạn cắn răng chịu đựng, bà ta hít một hơi thật sâu, ép bản thân ngồi trên ghế sofa. Nếu để Đinh Dũng biết được suy nghĩ này của Lâm Hồng Ngạn chắc anh sẽ dở khóc dở cười, chuyện này đúng là không thể giải thích, qua một cánh cửa Lâm Hồng Ngạn không thể nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ nghe thấy âm thanh, là ai thì cũng sẽ suy nghĩ linh tinh thôi. Sau khoảng 10 phút, pháp quyết trong tay Đinh Dũng thay đổi, cả viên định thần châu đã được dung hợp vào trong hoàn toàn. Khi định thần châu hoàn toàn dung hợp vào cơ thể Ngụy Tiêu Tĩnh, người cô run lên, trong đầu có cảm giác như được xoa tinh dầu. Cô chỉ cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoái, mọi vấn đề nghĩ không thông lúc này đều đã được giải quyết. Hừm, dễ chịu quá, Ngụy Tiêu Tĩnh nhắm mắt, cảm giác sảng khoái trong đầu khiến cô như say đắm, không tự chủ được nằm xuống giường. Đinh Dũng không ngạc nhiên về điều này, định thần châu vốn rất hữu ích cho ý thức của con người, giờ phút này nó thâm nhập vào ấn đường, không có sự cản trở của cơ thể, cảm giác thoải mái sẽ tăng gấp 10 lần. Phản ứng của Ngụy Tiêu Tĩnh cũng đã được Đinh Dũng đoán trước nên anh cũng không quá ngạc nhiên. Em ở lại đây nghỉ ngơi một lát đi, anh đi mua thức ăn, trưa nay mẹ vợ anh còn định giữ em lại ăn cơm đấy. Nói xong, Đinh Dũng cũng không quan tâm Ngụy Tiêu Tĩnh có nghe thấy mình nói hay không đã đẩy cửa bước ra ngoài. Lâm Hồng Ngạn đang ngồi trên sofa, trừng mắt khinh thường, thầm nghĩ tên này quá vô dụng, 10 phút đã tước vũ khí đầu hàng, đúng là tên bỏ đi. Không ngờ Đinh Dũng lại đột nhiên đi ra, bà ta giật nảy mình, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, cau mày quát lớn, Đinh Dũng, uổng công Phương Nhiên nhà chúng tôi đối xử với cậu tốt như vậy mà cậu lại làm chuyện có lỗi với nó. Đinh Dũng lau mồ hôi trên trán, nghe xong lời này của Lâm Hồng Ngạn thì ngớ người, vô thức hỏi ngược lại, con làm chuyện có lỗi với Phương Nhiên bao giờ ạ? Mẹ, mẹ đang nói gì vậy, Đinh Dũng không đoán ra được. Anh không hề biết Lâm Hồng Ngạn đang nói gì. Sao vừa nãy vẫn còn bình thường mà bây giờ đột nhiên lại trở mặt rồi? Hừ, không biết, cậu ở trong kia làm gì cùng người con gái khác cũng phải nhìn xem đây là nơi nào chứ, làm chuyện đó trong nhà Phương Nhiên mua, cậu không cảm thấy xấu hổ à? Lâm Hồng Ngạn càng nói càng giận, bà ta đứng bật dậy rồi chỉ vào Đinh Dũng quát tháo, tôi đã ghi âm lại rồi, tôi sẽ bảo Phương Nhiên ly hôn với cậu. Cái đồ vong ân bội nghĩa này, ăn của chúng tôi. Uống của chúng tôi mà lại đối xử với Phương Nhiên như thế, nói đến đây, sắc mặt Lâm Hồng Ngạn âm trầm, tôi thật sự muốn lột da cậu. Đinh Dũng nhíu mày, thật sự không hiểu Lâm Hồng Ngạn đang nói gì, vì thế sắc mặt anh cũng trở nên lạnh lùng, nói, mẹ, chuyện gì cũng phải có bằng chứng, mẹ không thể vu khống cho con được, Phương Nhiên cũng sẽ không tin. Tôi vu khống cậu, Đinh Dũng, cậu đúng là biết ăn nói, đen cũng được cậu nói thành trắng, nghe câu này của Đinh Dũng. Lâm Hồng Ngạn vốn đã cực kỳ tức giận, bây giờ thì bùng nổ luôn, bà ta chỉ tay vào Đinh Dũng rồi mắng, tôi ăn no rừng mỡ mới đi vu khống cái thứ ăn hại nhà cậu, cậu không thừa nhận việc mình vừa làm đúng không? Vừa nãy cậu với con bé Ngụy làm gì ở trong phòng, trong lòng cậu tự biết rõ, Lâm Hồng Ngạn hừ lạnh, liếc về phòng Đinh Dũng, dường như sợ khiến Ngụy Tiêu Tĩnh nghe thấy bà ta buộc phải hạ giọng, lạnh lùng ngồi trên sofa. Nghe đến đây, Đinh Dũng mới hiểu Lâm Hồng Ngạn đang nói gì. Anh không khỏi dở khóc dở cười. Bây giờ nhớ lại, những lời của Ngụy Tiêu Tĩnh vừa nãy đúng là hơi kỳ lạ, nếu bị người khác chỉ nghe được mà không nhìn thấy thì sẽ gây ra hiểu lầm. Mẹ, nếu con nói vừa nãy con và Ngụy Tiêu Tĩnh ở trong phòng không làm gì cả thì mẹ có tin không? Đinh Dũng muối mặt ngồi lên sofa, xấu hổ nói. Anh làm vậy cũng là vì Hàn Phương Nhiên, dù sao Lâm Hồng Ngạn cũng là mẹ của cô, nếu là người khác thì anh còn chẳng thèm quan tâm bọn họ nghĩ thế nào. Tôi còn có thể tin cậu sao, Đinh Dũng vừa dứt lời, Lâm Hồng Ngạn đã hung hổ, nắm chặt tay rồi nạt lại. Hai, thôi, con không giả vờ nữa. Thấy Lâm Hồng Ngạn lại nổi giận, Đinh Dũng đảo mắt rồi cười hì hì nói, thật ra con với Ngụy Tiêu Tĩnh là bạn học, lần này cô ấy tới đây tìm con chữa bệnh, chắc mẹ cũng đã nghe nói con biết một chút về y thuật rồi, đổi lại, bố cô ấy đã đồng ý với con sẽ bật đèn xanh cho dự án của Phương Nhiên. Thật sao? Vốn dĩ Đinh Dũng chỉ định giải thích thôi,
nhưng không ngờ Lâm Hồng Ngạn lại thay đổi sắc mặt, đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Đương nhiên là thật rồi ạ, Đinh Dũng vội gật đầu, nói rất nghiêm túc, con làm mọi việc đều vì Phương Nhiên, sau này có sự ủng hộ của các lãnh đạo lớn, còn sợ con đường sau này của Phương Nhiên gặp khó khăn sao? Mẹ nói có đúng không? Hừ, coi như cậu còn có chút lương tâm, lúc này, Lâm Hồng Ngạn lại đột nhiên không muốn để Đinh Dũng ly hôn với con gái mình nữa. Ai có thể ngờ rằng tên ăn hại này lại là bạn học của con gái lãnh đạo lớn, Lâm Hồng Ngạn nghĩ đến đây không khỏi trừng mắt nhìn Đinh Dũng, tức giận nói cậu có bạn học có gia thế như vậy sao không nói sớm. Mẹ cũng có cho con cơ hội nói đâu chứ, thường ngày thậm chí con còn chẳng có tư cách vào công ty mà, mẹ nói đúng chứ, Đinh Dũng cười khổ, cố giả vờ bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó Đinh Dũng không cho Lâm Hồng Ngạn cơ hội để nói tiếp, anh nói, mẹ, vừa nãy con châm cứu cho Tiêu Tĩnh, mẹ cứ để cô ấy nằm trong đó nghỉ ngơi nhé, con đi mua thức ăn đây. Đi đi, Lâm Hồng Ngạn gật đầu, không làm khó Đinh Dũng nữa. Đinh Dũng nhân cơ hội này chuồn nhanh xuống tầng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho những người quen cũ của anh trước đây nhìn thấy lão yêu nghiệt sống hơn 5.000 năm bị một người phụ nữ hơn 40 tuổi ép đến bước đường này chắc sẽ ôm bụng cười chết mất. Sau khi chuồn ra khỏi nhà, Đinh Dũng đạp xe chiếc xe Phượng Hoàng ra chợ. Bây giờ đã muộn rồi, nếu tới muộn hơn nữa chắc mấy món ngon sẽ bị giành mua hết sạch. Vừa nghĩ, Đinh Dũng vừa cố gắng đạp xe nhanh hơn, cuối cùng cũng tới được chợ nông sản, nhưng lại phát hiện cổng chợ chật ních người, chắn hết cả đường. Anh khóa xe đạp bên lề đường rồi bước nhanh vào, khó khăn lắm mới chen được lên trước, anh vỗ vai người bên cạnh hỏi, người anh em, mọi người đang làm gì mà đông vui thế? Ai biết được, hình như bên trong mới mở một cửa hàng gì đó, 200 tệ là có thể học chơi piano rồi, vừa nói xong, người đó đã bị người khác chen lên, đẩy ra phía sau. Nghe người đó nói, Đinh Dũng sửng sốt, mở lớp học piano ở chợ nông sản. Kỳ lạ thật. Nào! Nhường đường một chút, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến Đinh Dũng, anh vừa kéo người vừa cố gắng chen vào chợ nông sản. Nhưng đường vốn đã không rộng, lại thêm lượng người đông đúc ở chợ, Đinh Dũng không chen vào nổi, không những không tiến lên được mà còn bị chèn ép, xô đẩy. Chen trái chen phải, cuối cùng Đinh Dũng bị đẩy vào trong. Anh có muốn làm thẻ không? Chỉ 200 là có thể học âm nhạc truyền thống nước chúng ta rồi đó, có hai chiếc bàn đặt trong đám đông, một bàn đặt chiếc đàn tranh. Mà người con gái đang ngồi trước chiếc bàn còn lại, bên cạnh là một chồng thẻ hội viên. Đàn tranh, Đinh Dũng ngẩn người, anh còn tưởng là lớp học piano, không ngờ lại là đàn tranh. Môn này có dễ học không? Một bà cụ dẫn cháu gái theo, trên tay là một mớ rau to, bà ấy nói với cô gái, tôi muốn cho cháu gái tôi học nhạc cụ nhưng không biết chọn loại nhạc cụ nào. Bác gái à, đàn tranh chỉ cần có một chút nền tảng âm nhạc cơ bản, nghe bà cụ nói vậy. Cô gái vội đứng dậy mỉm cười giới thiệu. Nhưng cô ấy còn chưa nói xong thì đã có người cắt ngang, cổ tranh không dễ học đâu, bà không thấy nó có nhiều dây thế kia à, mỗi dây là một nốt, chỉ học thuộc mấy nốt này thôi đã phiền rồi. Thôi bỏ đi, để cháu gái tôi học piano thì hơn, nghe vậy bà lão lại xua tay. Bác gái, không phải vậy đâu, thật ra đàn cổ tranh rất dễ học, cô gái cắn môi dưới, đưa tay muốn giữ bà ấy lại. Cô gái này rất xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, tạo ra một khí chất rất đặc biệt, lời nói và hành động đều rất đoan trang, dịu dàng. Cô nói đơn giản thì cô chơi thử đi, có người bắt đầu la ó, muốn cô gái chơi đàn. Lời vừa dứt, lập tức có người phụ họa theo, đúng đấy, đàn thử đi để chúng tôi nghe xem thế nào. Nơi đây vốn đã có rất nhiều người chen chúc nhau, bây giờ mọi người còn chêm lời, tiếng người huyên náo ồn ào, cô gái bị áp lực rất nhiều, cô cúi đầu cắn chặt môi. Những người xung quanh đã đứng đây quan sát gần một giờ nhưng chẳng có ai đồng ý làm thẻ cả. Nghĩ đến đây, cô gái thở dài bất lực, lông mày khẽ trao lại, đứng dậy ngồi vào bàn khác, vừa đặt tay lên đàn thì một giọng nói trong trẻo, vui tai vang lên. Tôi có thể thử một chút không? Đinh Dũng vốn đang vội đi mua rau nhưng nhìn thấy đàn cổ tranh, không biết lý do gì mà anh lại ngứa tay. Anh vốn là bậc thầy nhạc khúc, khi ấy anh còn từng cùng các bậc thầy bàn bạc về cách chơi đàn cổ. Bây giờ nhìn thấy cổ tranh, anh không khỏi ngứa tay muốn chơi. Đương nhiên là được rồi, cô gái nghe thấy câu hỏi của Đinh Dũng thì ngẩn người một lát, sau đó lập tức gật đầu. Đinh Dũng mỉm cười rồi đi vòng qua đám đông bước vào, khi anh đang định xoay người ngồi xuống thì thoáng thấy trong cửa hàng nhỏ phía sau,
ngoài mấy khung đàn tranh ra thì trong góc còn có một cây đàn cổ. Còn có cả đàn ngọc này, Đinh Dũng hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có thể nhìn thấy đàn cổ trong cửa hàng nhỏ này. Nghe Đinh Dũng nói vậy, cô gái cũng hơi kinh ngạc, cô hỏi, anh Am hiểu đàn cổ sao? Hiểu một chút, tôi có thể chơi đàn ngọc được không? Đinh Dũng gật đầu rồi mỉm cười hỏi. Đàn ngọc cũng được coi là đàn cổ, giống như đàn tranh, nó cũng là một nhạc cụ truyền thống của Hoa Hạ, nhưng so với đàn tranh thì Đinh Dũng am hiểu đàn ngọc hơn. Việc này, được rồi, nhưng anh cẩn thận chút nhé, cây đàn cổ này cũng lâu năm rồi, cô gái do dự, nhưng vẫn đồng ý, chủ động giúp Đinh Dũng lấy cây đàn cổ ra. Đinh Dũng đặt cây đàn cổ lên chiếc bàn khác, xua tay phủi bụi bám trên đó đi rồi vuốt dây đàn, không khỏi thốt lên, không ngờ còn được làm từ tơ tằm này. Chắc cây đàn này cũng phải 100-200 năm rồi nhỉ. Vừa nói, Đinh Dũng vừa ngồi xuống ghế, nhắm mắt suy nghĩ một hồi, sau đó đặt hai tay lên dây đàn, một tay giữ dây đàn, tay kia nhẹ nhàng gảy. Khi nốt nhạc đầu tiên phát ra từ tay Đinh Dũng, tiếng đàn du dương trầm bổng như trở nên sống động khiến ai nghe thấy cũng như được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo của mây và nước mênh mông huyền ảo. Cô gái đứng sau Đinh Dũng, nghe anh gảy đàn mà không khỏi che miệng. Không ngờ anh ấy lại chơi đàn giỏi như vậy, cô đứng sau lưng Đinh Dũng nên chỉ nhìn thấy bóng lưng anh. Bóng lưng dài, cùng với âm thanh mê hoặc của đàn, Đinh Dũng như hóa thân thành nghệ nhân chơi đàn phiêu bạt thời cổ đại, nhạc công chu du khắp thiên hạ, thỉnh thoảng đàn một khúc khiến cho cả thế giới phải rung động, vạn vật mê đắm. Khúc nhạc Tiêu Tương Thủy Vân thể hiện mong muốn của Cửu Nghi, vì mây của Tiêu Tương bị giấu đi nên nó cũng lui về ở ẩn. Tác giả của khúc nhạc này năm xưa vì sống trong cảnh loạn lạc, nguyên binh xuôi nam, ông buộc phải nam tiến đến vùng lân cận của Hoành Sơn, mỗi ngày nhìn cảnh mây nước giạt rào mà khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, cảm khái thời thế lênh đênh, tâm trạng phức tạp chỉ có thể trốn tránh, khúc nhạc này là do tức cảnh sinh tình mà có. Dưới sự thể hiện của Đinh Dũng, bản nhạc này đã đưa mọi người vào một ảo cảnh nên thơ, mọi người đang đứng ở chợ nông sản giờ đây như đã đến dưới chân Hoành Sơn. Trong lòng đều rất thư thái, bình yên, thậm chí có nhiều người còn nhắm mắt lại. Bỗng nhiên các nốt nhạc trở nên dồn dập, năm ngón tay của Đinh Dũng lướt nhanh trên các phím đàn, âm thanh đang du dương, trầm bổng bỗng trở nên kích động, như thể một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng. Đoạn nhạc này đã hoàn toàn khơi dậy sự nhiệt tình của những người đứng xem, nhiều người bắt đầu vỗ tay khen ngợi, thậm chí có người còn lấy điện thoại di động ra quay Đinh Dũng. Hay, đàn hay lắm. Không ngờ đàn cổ lại chơi được những giai điệu hay thế này, bà cụ lúc trước không kìm được mà tán thưởng, bà rút mấy trăm trong túi ra, tôi quyết định rồi, tôi sẽ cho cháu gái học đàn. Đúng, con gái thời cổ đại thường tinh thông cầm kỳ thi họa, khi về tôi cũng phải cho con gái đến học, làm cho tôi một thẻ, một người đàn ông ở bên cạnh cũng rút tờ tiền đỏ ra, nói rằng sẽ cho con gái đến học. Có người mở đầu nên mọi người cũng lần lượt muốn làm thẻ, nhất thời xung quanh rất náo nhiệt. Mọi người đổ xô đi làm thẻ. Nhìn thấy cảnh này, cô gái sững sờ, cô thuyết phục mọi người cả tiếng đồng hồ cũng chẳng ai làm thẻ, mà Đinh Dũng chỉ đàn một khúc đã kéo được bao nhiêu người. Mà lúc này, Đinh Dũng buông tay đang đặt trên dây đàn ra, đàn xong một khúc, anh đợi dây đàn trở về trạng thái bình thường rồi mới đứng dậy nói cảm ơn cô đã cho tôi được đàn. Anh không phải khách sáo đâu, tôi còn phải cảm ơn anh nữa ấy chứ, cô gái vui vẻ nói. Chúc cô làm ăn phát đạt. Đinh Dũng cười nhẹ rồi xoay người bước ra khỏi đám đông. Sau khi chơi một bản nhạc, trái tim Đinh Dũng yên ắng lại, mọi phiền muộn và oán giận tích tụ trong lòng lúc trước cũng đều biến mất khi tiếng đàn dừng lại. Chờ chút, thấy Đinh Dũng định đi, cô gái vội đưa tay ra. Bước chân Đinh Dũng khựng lại, anh giật mình, quay lại nhìn cô ấy rồi hỏi, sao thế? Tôi, cô gái cúi đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Cô cắn môi dưới rồi nói, tôi có thể mời anh tới làm giáo viên được không? Hừ, tôi tin tưởng tài năng của cô đủ để dạy bọn họ rồi, Đinh Dũng nghe vậy thì không khỏi lắc đầu cười. Vậy chúng ta còn có thể gặp lại không? Nghe xong câu Đinh Dũng nói, cô gái chợt ngẩng đầu lên nhưng phát hiện bóng lưng ấy đã không còn ở trước mặt mình. Vì mọi người đều đang chen lấn về phía cửa hàng đàn cổ nên Đinh Dũng có cơ hội để chen ra, khó khăn lắm mới ra được khỏi đám đông. Anh đi thẳng đến chợ nông sản, mua gà, vịt, cá và các loại hoa quả, trái cây khác. Về đến nhà thì đã hơn 11 giờ. Sao giờ này cậu mới về? Hơn 11 giờ rồi, có còn kịp không? Vừa vào cửa anh đã bị Lâm Hồng Ngạn chỉ trích. Đinh Dũng ho khan một tiếng, lúng túng gãi đầu rồi lật đật xách đồ vào bếp.
Nếu không phải vừa nãy anh ngứa tay chơi đàn thì đã về từ lâu rồi, trong lúc bất đắc dĩ, Đinh Dũng chỉ đành tăng tốc, nhanh chóng xử lý thức ăn trong bếp. Cũng may Đinh Dũng không giống người thường, mà mấy món ăn này lại đều là sở trường của anh, cuối cùng tất cả các món ăn đều được hoàn thành trước 12 giờ. Cậu ngồi đi, để tôi đi gọi cô bé, thấy Đinh Dũng định vào phòng, Lâm Hồng Ngạn lập tức đứng lên. Mặc dù Đinh Dũng có mối quan hệ rất thân thiết với Ngụy Tiêu Tĩnh, đây cũng là chuyện tốt với Hàn Phương Nhiên và nhà họ Hàn, thế nhưng Lâm Hồng Ngạn vẫn lo lắng Đinh Dũng và Ngụy Tiêu Tĩnh hợp nhau quá. Đinh Dũng bất đắc dĩ nhún vai, đành phải ngồi vào bàn ăn đợi. May mắn thay Ngụy Tiêu Tĩnh đã hồi phục lại từ lâu, cô đang ngồi trong phòng cảm nhận đoạn ký ức có thêm kia, thấy Lâm Hồng Ngạn gọi mình, cô vội chạy ra ngoài. Bữa trưa kết thúc trong bầu không khí gượng gạo, Đinh Dũng tìm cớ rồi đưa Ngụy Tiêu Tĩnh về. Mẹ vợ thầy có vẻ không vui lắm. Sau khi ra khỏi nhà, Ngụy Tiêu Tĩnh chọc chọc Đinh Dũng rồi tò mò hỏi. Nghe vậy, Đinh Dũng hơi ngẩn người, sau đó bất lực lắc đầu, cũng chịu thôi, bà ấy là như vậy, anh đã quen rồi. À đúng rồi, em cảm thấy thế nào? Sau khi lên xe, Đinh Dũng bỗng quay sang hỏi cô. Đầu tiên Ngụy Tiêu Tĩnh hơi giật mình, sau đó hiểu Đinh Dũng đang hỏi về miếng ngọc bội, vì thế cô nghĩ một lát rồi đáp, cảm thấy trong đầu có thêm một đoạn ký ức. Hơn nữa không biết vì sao em cảm thấy mình đã thông minh hơn trước. Vậy thì tốt, Đinh Dũng gật đầu nói tiếp, em cứ luyện tập công pháp như trong ký ức đi, khi nào em thành công đột phá tầng thứ nhất thì lại tới tìm anh. Nói xong Đinh Dũng không để ý đến Ngụy Tiêu Tĩnh nữa, lái xe đưa cô ấy về nhà. Cùng lúc này, một đoạn video ngắn nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhất là trong các phần mềm video lớn, nó đã trở thành một cơn sốt lan truyền trên Internet. Đó là đoạn video quay cảnh một người đàn ông chơi đàn cổ, không chỉ có tiếng đàn du dương mà vẻ ngoài thâm tình của người đàn ông còn khiến đa số cư dân mạng nữ gọi là Bạch Mã Hoàng Tử, những người đăng đoạn video này lên chỉ trong nửa ngày đã được hàng triệu người theo dõi. Chỉ là do video được quay từ trên cao, mà thiết bị quay lại chỉ là một chiếc điện thoại bình thường nên chỉ có thể thấy một nửa khuôn mặt nhân vật chính trong video, nhưng như vậy cũng đủ khiến các cư dân mạng nữ điên cuồng rồi. Phương Nhiên tớ yêu rồi, Hàn Phương Nhiên đang phê duyệt tài liệu trong văn phòng thì nhận được điện thoại của Dương Phàm. Ai ngờ vừa nghe máy cô đã nghe thấy giọng nói si mê của Dương Phàm, điều này khiến Hàn Phương Nhiên hơi ngạc nhiên, người luôn có yêu cầu cao như Dương Phàm mà lại đang yêu ư. Là chàng trai nhà nào có thể khiến cho tiểu Phàm nhà chúng ta si mê đến thế, Hàn Phương Nhiên mỉm cười trêu chọc. Nhưng nghe thấy câu này của Hàn Phương Nhiên, Dương Phàm lại không kìm nổi ngạc nhiên thốt lên, cô hỏi, Phương Nhiên. Đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa nghe câu chuyện về Bạch Mã Hoàng Tử trên mạng nhé. Bạch Mã Hoàng Tử cái gì? Hàn Phương Nhiên cau mày, đúng là cô không biết Bạch Mã Hoàng Tử gì cả. Chờ chút, tớ gửi video cho cậu, vừa nói Dương Phàm đã lập tức chia sẻ đoạn video ngắn đó cho Hàn Phương Nhiên. Sau khi nhận được tin nhắn của Dương Phàm, Hàn Phương Nhiên tò mò nhấn vào video, đột nhiên một bóng người quen quen hiện lên trên màn hình, đồng thời trong điện thoại cũng vang lên tiếng đàn du dương. Trầm bổng. Anh ấy là ai? Hàn Phương Nhiên vô thức hỏi. Dương Phàm si mê ôm điện thoại, hai mắt nhìn chàng trai trên màn hình như phát sáng, cô nói, không biết nữa, nếu tớ mà biết là ai thì chắc chắn sẽ tới tìm ngay, làm gì có thời gian gọi cho cậu. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa văn phòng vang lên. Hàn Phương Nhiên còn chưa đứng dậy thì cửa đã được người khác chủ động đẩy ra, Hàn Châu Nhi cầm hai tập tài liệu bước vào. Tình cờ nghe thấy tiếng đàn trong điện thoại Hàn Phương Nhiên, trên mặt cô ta lập tức hiện lên vẻ đắc ý, ồ, chị cũng đang xem đoạn video này ạ. Hả, Hàn Phương Nhiên sững người. Hàn Châu Nhi đặt tài liệu lên bàn, khoanh hai tay trước ngực mỉm cười đắc ý rồi nói, thân phận của Bạch Mã Hoàng Tử đã được chứng minh chính là người tặng sính lễ đó. Ý của em là người này chính là người tặng sính lễ cho nhà chúng ta sao? Hàn Phương Nhiên giật mình, bụng miệng hỏi. Đúng vậy. Đã có người của tiệm vàng chứng thực rồi, Hàn Châu Nhi đắc ý nói. Cho nên chị họ đừng nghĩ nhiều nữa, người mà anh ấy thích là em. Cô ta là ai chứ? Bạch Mã Hoàng Tử sao có thể thích cô ta được chứ? Nào ngờ câu nói của Hàn Châu Nhi lại đến tai Dương Phàm. Dương Phàm nghe xong thì tỏ vẻ khó chịu. Hàn Phương Nhiên mặt mày ái ngại, cô hất tóc trên trán, cười nói, nếu như là thật thì chúc mừng em Châu Nhi rồi. Đương nhiên rồi, ra tay hào phóng như vậy. Lại còn là người bác học đa tài. Nếu như lúc kết hôn có thể đàn cho em nghe một bản thì thật lãng mạn biết bao,
Hàn Châu Nhi không nghe thấy giọng nói của Dương Phàm trong điện thoại nên vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cô nhếch miệng châm chọc, nếu không phải chị họ kết hôn sớm thì nói không chừng cơ hội này đã thuộc về chị rồi. Lêu lêu lêu, nói xong, Hàn Châu Nhi cười khúc khích rời khỏi văn phòng. Hàn Phương Nhiên cau mày định lên tiếng thì nghe thấy giọng mắng mỏ của Dương Phàm qua điện thoại, ai vậy? Đúng là không có sĩ diện, dựa vào cái gì mà nói Bạch Mã Hoàng tử thích cô ta chứ? Thân phận của Bạch Mã Hoàng tử hãy còn là ẩn số, đến người ở đó còn chẳng biết, cô ta đúng là tự sướng quá đà rồi đấy, Dương Phàm càng nói càng hăng. Nếu cô mà ở đấy thì đã lao vào nói rõ ràng với Hàn Châu Nhi rồi. Nghe Dương Phàm nói vậy, Hàn Phương Nhiên chỉ biết thở dài bất lực, trước đó nhà tớ nhận được đồ sính lễ của một người thần bí, cả nhà đều đoán đó là sinh lễ dành cho Hàn Châu Nhi. Vừa rồi con bé còn nói với tớ Bạch Mã Hoàng tử của cậu chính là người tặng đồ sính lễ cho nó đấy. Mặc dù không muốn đả kích Dương Phàm nhưng Hàn Phương Nhiên vẫn nói việc này với cô, và lại khi nói xong còn bịt tai lại. Quả nhiên, Dương Phàm nghe xong thì hét ầm cả lên, cái gì? Không thể nào, Bạch Mã Hoàng tử sao có thể thích người khác được, tớ không tin, tớ không tin. Được rồi, tớ nghĩ em ấy chỉ đoán thôi, nói không chừng không phải vậy đâu. Hàn Phương Nhiên an ủi Dương Phàm rồi mới nói tiếp. Tớ vẫn còn hai bản tài liệu phải xem, tớ cúp máy trước nha. Tâm trạng tớ không tốt, tối nay ăn cơm với tớ đi, giọng Dương Phàm nhỏ dần, xem ra cô ấy đã động lòng với hoàng tử chơi đàn cổ trên mạng thật rồi. Hàn Phương Nhiên chỉ có thể đồng ý, sau khi cúp máy, cô lại lên mạng tìm đoạn clip kia xem lại một lần. Vì nhìn không rõ mặt cho nên không thể biết được người này là ai. Có điều Hàn Phương Nhiên lại thấy người này rất quen. Hàn Phương Nhiên cúp máy, cố kìm nén nỗi tò mò rồi tiếp tục xem tài liệu. Cho dù người này có phải là người tặng sính lễ hay không hoặc có phải là người tặng sính lễ cho Hàn Châu Nhi hay không thì cũng không liên quan gì đến cô vì cô đã có trốn đi về của mình rồi. Lúc này, Đinh Dũng đã đưa Ngụy Tiêu Tĩnh về, sau đó anh cũng chẳng còn chỗ nào đi nên cứ thế về nhà. Vừa vào cửa đã nghe Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn than thở. Hai ngày nữa là tiệc mừng thọ của bố rồi, chúng ta tặng bố món quà gì đây, Lâm Hồng Ngạn ngồi trên sofa lẩm bẩm. Hàn Thành Sơn đang uống trà nghe vợ nói vậy thì liếc liếc bà ta một cái, bĩu môi nói, bố đẻ anh đấy, không tặng đồ cũng có sao đâu. Bố anh vốn dĩ không coi trọng chúng ta, bây giờ không tặng quà gì, anh nói mà được à, Lâm Hồng Ngạn nói thẳng, cuối cùng không biết bà ta nghĩ ra điều gì nên đột nhiên ngồi thẳng. Nhìn Hàn Thành Sơn, hay là đem bức tranh đắt nhất mà anh có tặng cho ông, anh thấy thế nào? Được rồi đấy, chỉ có hai món đồ đó là đáng tiền thôi, những thứ khác chẳng ra làm sao, Hàn Thành Sơn đặt chén trà trên bàn với bộ mặt đầy cảnh giác. Ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Hồng Ngạn, và lại, hai món đồ đó cũng không đáng là bao, bỏ tiền ra để lấy về thể diện, nhưng cuối cùng em nghĩ mà xem, chúng ta được gì chứ? Được rồi, anh nghe nói gì chưa? Hai ngày trước trong một buổi bán đấu giá có một nhân vật thần bí đã mua bức tranh Thiên Lý Giang Sơn Đồ, nghe nói để làm quà tặng, Lâm Hồng Ngạn khoát tay nói với Hàn Thành Sơn bằng vẻ mặt bí hiểm. Anh có biết người ta bỏ ra bao nhiêu tiền để có được bức tranh đó không? Bao nhiêu, Hàn Thành Sơn cau mày. Lẽ nào còn có thể đắt hơn bút tích thật của bức tranh do Vương Đại Gia vẽ sao? Nên biết rằng bức tranh có bút tích thật của Vương Đại Gia mà Hàn Thành Sơn có ít nhất cũng phải có giá hàng chục triệu nhân dân tệ. Em nghe nói bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ đó là một trong 10 tác phẩm truyền kỳ nổi tiếng của Hoa Hạ, bỏ ra 3 tỷ mới mua được nó đấy, Lâm Hồng Ngạn khẽ nói. Nhưng lời của bà ta lại khiến Hàn Thành Sơn giật mình. Ông ta nhảy dựng lên, cái gì? 3 tỷ nhân dân tệ, mua một bức tranh, lại còn mang đi tặng, em đang đùa đấy à? Ai mà lại não tàn như vậy chứ? Đi tặng người ta còn bỏ ra 3 tỷ nhân dân tệ mua đồ, Hàn Thành Sơn không khỏi cau mày. Nhưng mọi chuyện hai người bọn họ nói, Đinh Dũng đều nghe rõ mười mươi. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Bức tranh Thiên Lý Giang Sơn Đồ này anh định tặng cho ông lão Hàn, nhưng nó cũng chẳng tốt đẹp như Hàn Thành Sơn nghĩ. Bút tích thật của Thiên Lý Giang Sơn Đồ không đẹp bằng Vương Hy Chi, mà vì tính chất của hai bức này khác nhau nên mặc dù bút tích thật của Vương Hy Chi ít nhưng lại có một bài bức lưu truyền nhân thế. Còn Thiên Lý Giang Sơn Đồ lại khác. Không chỉ được coi là một trong 10 bức danh họa của Hoa Hạ mà cũng vì tác dụng của bức tranh này nên nó chỉ được vẽ thành một bản, là vật hiếm có trên đời. Có điều Đinh Dũng cũng đã từng thấy bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ trong viện bảo tàng, nó giống với bức mà anh vừa giành về được từ buổi đấu giá.
vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là có người vẽ Thiên Lý Giang Sơn đồ thành hai bản, hoặc bức trong viện bảo tàng bị mất và bức xuất hiện trong buổi đấu giá lại chính là nó cũng nên. Những việc này Đinh Dũng không tìm tòi quá sâu, dù sao thì chỉ cần chắc chắn bức tranh này là di vật của có niên đại như vậy là được, còn có phải là Vương Hy Mạnh vẽ hay không thì ngoài Vương Hy Mạnh ra, e rằng chẳng ai biết được sự thật. Ai bảo bức Thiên Lý Giang Sơn đồ này đến con dấu cũng không được đóng lên. Khụ khụ, bố, mẹ, con về rồi, nghĩ tới đây, Đinh Dũng liền ho hắng đẩy cửa bước vào. Thấy Đinh Dũng, Lâm Hồng Ngạn lạnh mặt hẳn, bà ta quay đầu sang bên, chỉ có Hàn Thành Sơn là gật đầu với Đinh Dũng nhưng cũng chẳng nói thêm gì. Đúng lúc này, Hàn Thành Sơn đột nhiên có điện thoại. Được được, tôi biết rồi. Không biết đối phương nói gì mà Hàn Thành Sơn lại cau mày như vậy. Cái gì, lão Triệu mua nhà mới mời chúng ta tới ăn cơm sao? Hàn Thành Sơn có vẻ khó coi, ông ta cau mày gật đầu. Được rồi, tôi biết rồi. Ngắt điện thoại, sắc mặt Hàn Thành Sơn có vẻ không mấy tự nhiên. Lâm Hồng Ngạn cũng cau mày, hỏi có việc gì thế? Ai gọi cho anh vậy? Là đội lão Mai, nói lão Triệu mua nhà mới, mời mấy người bạn học cũ qua ăn cơm, nghe vợ hỏi, Hàn Thành Sơn ngồi trên sofa tỏ vẻ bất lực. Hừ, nói thì dễ nghe, còn không phải là khoe khoang sao? Lâm Hồng Ngạn mặt mày khó chịu. Lão Triệu là người có điều kiện nhất trong đám bọn họ. Con trai có tài năng, lại làm ăn ở nước ngoài, con gái gả cưới được chồng giàu có, mấy năm nay ông ta vẫn khoe khoang không ít. Lần này mua nhà mới bảo bọn họ đến chúc tụng chỉ là phụ, khoe khoang mới là chính. Chẳng còn cách nào khác, người ta đã thông báo rồi, chúng ta không đi cũng không được, Hàn Thành Sơn lắc đầu than thở. Có cái là đi tới đó còn phải mua quà, hai. Hừ, nhất định phải đi, nếu không đi là bọn họ lại dị nghị cho xem, Lâm Hồng Ngạn hắng giọng. Đi chúc mừng người ta phải có quà, chỉ có điều món quà quý giá thì Lâm Hồng Ngạn đương nhiên không đồng ý. Nhưng nếu như mua quà tầm thường quá lại khiến người ta chê cười, nói cho cùng thì cũng bởi bọn họ chẳng có tiền. Nếu như bọn họ có chút địa vị thì có gì mà không tặng được chứ? Mẹ, con về rồi, thấy hai người mặt mày ủ ê, Đinh Dũng lại ho hắng. Hỏi, vừa rồi bố mẹ nói tặng quà gì vậy? Tặng cho ai cơ? Cậu thì hiểu cái quái gì, thấy Đinh Dũng về, Lâm Hồng Ngạn tâm trạng đã không tốt, lúc này trợn mắt nhìn anh, nạt lại, cậu cũng chẳng giúp nổi chúng tôi. Hai, con đừng nghe mẹ con nói. Một người bạn cũ mua nhà mới bảo bố mẹ đến chúc mừng, bố với mẹ đang đau đầu chẳng biết mua quà gì, Hàn Thành Sơn khoát tay, mặc dù ông ta không thích Đinh Dũng nhưng cũng không ghét, đặc biệt là gần đây Đinh Dũng như trở thành một con người khác. Không những khiến cho Hàn Phương Nhiên hồi tâm chuyển ý mà chí ít còn không khiến ông ta phải tức giận gì. Con thấy quà cắp ấy mà, quà thì vừa phải thôi nhưng thể hiện tình cảm mới là quan trọng, thực ra tặng gì không quan trọng lắm đâu, Đinh Dũng gật đầu bày ra bộ dạng đang nói những lời từ tận đáy lòng. Hừ, người ta vốn dĩ đã không coi trọng chúng ta. Nếu như tặng quà soàng quá, nói không chừng còn coi thường chúng ta hơn, Lâm Hồng Ngạn nói thẳng rồi chỉ vào Đinh Dũng. Đừng ở đây chướng mắt tôi, nên làm gì thì làm đi. Mẹ con nói đúng, chúng ta thua thiệt gì thì thua chứ không thể để người ta coi thường được, Hàn Thành Sơn gật đầu. Cho dù bỏ ra thêm ít tiền cũng được, tuyệt đối không thể để chúng ta bị lép vế. Đinh Dũng cười xòa, anh đương nhiên hiểu hai người muốn gì, chẳng phải là sĩ diện sao. Vốn dĩ Đinh Dũng định bày cách cho họ nhưng thấy bộ dạng Lâm Hồng Ngạn không muốn trông thấy mặt mình, Đinh Dũng chỉ đành bó tay quay về phòng. Đương lúc nhàn rỗi, Đinh Dũng bắt đầu nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Anh ngồi tu luyện cả một buổi chiều, có thể cảm nhận được luồng khí tức ngày càng dày đặc trong cơ thể và phần linh hồn mạnh lên một chút. Mặc dù chỉ là sự thay đổi rất nhỏ nhưng chỉ cần kiên trì thì thành quả nhất định sẽ đến sớm thôi. Một ngày cứ thế trôi qua. Chập tối, Đinh Dũng định đi chợ mua đồ thì kết quả chưa kịp ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của Hàn Phương Nhiên. Đinh Dũng, tối nay em không về ăn cơm đâu. Không đợi Đinh Dũng lên tiếng, cô đã giải thích tiếp, Dương Phàm thích một anh chàng trên mạng đang rất hot, kết quả biết được người ta đã có người trong lòng nên cô ấy buồn, bắt em ra ngoài đi cùng cô ấy bằng được. Anh chàng rất hot trên mạng, Đinh Dũng sững người. Sao Dương Phàm lại thích người trên mạng được chứ? Có điều thời đại này người tìm cách nổi tiếng trên mạng cũng không thiếu, một cô gái như Dương Phàm thích một anh chàng đẹp trai trên mạng cũng là bình thường. Nên Đinh Dũng cũng không hỏi nhiều, được rồi, vậy hai em đi cẩn thận nhé. Vâng, Hàn Phương Nhiên do dự một lát rồi đột nhiên nói.
Đinh Dũng, không biết tại sao em lại thấy người này rất quen. Em gửi clip cho anh xem nhé. Ừ, mặc dù thấy lạ nhưng Đinh Dũng cũng đồng ý. Lẽ nào là người mà bọn họ quen? Nếu không thì sao Hàn Phương Nhiên lại nói quen được? Có điều sao người quen mà lại không nhận ra được chứ? Một lát sau, điện thoại của Đinh Dũng rung lên. Anh nhận được một tin nhắn, là Hàn Phương Nhiên gửi tới. Đinh Dũng rất hiếu kỳ, mở ngay clip xem rốt cục là chàng trai thế nào mà khiến Dương Phàm như sống đi chết lại vậy. Ấy, sao trông khung cảnh lại quen thế này, thấy cả đám người vây xung quanh như vậy, Đinh Dũng sững người. Sau đó tiếng nhạc quen thuộc vang lên, trên màn hình hiện ra một chàng trai ở góc nghiêng. Đinh Dũng tái mặt, đây chẳng phải là khung cảnh ở cửa tiệm đàn cổ sao? Ôi trời, người đó không phải là mình chứ, Đinh Dũng tự vỗ ngực, gửi luôn cho Hàn Phương Nhiên tin nhắn. Phương Nhiên, không phải em nói người chơi đàn đó chứ? Đúng là anh ấy, nghe nói hai ngày trước anh ấy chính là người gửi sính lễ tới nhà tổ của chúng ta. Anh có thấy anh ấy rất quen không? Hàn Phương Nhiên nhanh chóng trả lời tin nhắn. Đinh Dũng thấy tin nhắn thì không khỏi than thở. Người đang hot trên mạng đó rõ ràng là anh, thế mà Hàn Phương Nhiên xem còn không nhận ra. Không sai, chính là người gửi sính lễ, Đinh Dũng cố tình trêu Hàn Phương Nhiên. Ai ngờ Hàn Phương Nhiên lại trả lời, sao anh biết? Anh đoán, Đinh Dũng gửi tin nhắn. Sao thế, em ngưỡng mộ à? Hừ, là con gái ai mà chẳng ngưỡng mộ chứ, vốn dĩ Đinh Dũng chỉ định trêu Hàn Phương Nhiên một chút nhưng nào ngờ Hàn Phương Nhiên lại nói thẳng như vậy. Cô gái ngốc, sính lễ dành cho em cả đấy. Em có gì mà ngưỡng mộ chứ, người khác ngưỡng mộ em mới phải. Có điều Đinh Dũng không nói ra. Anh muốn trong buổi mừng thọ ngày mai sẽ cho Hàn Phương Nhiên bất ngờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, mãi tới khi Đinh Dũng ngủ say, Hàn Phương Nhiên còn chưa về nhà. Đêm muộn, Đinh Dũng đang ngủ mơ màng thì đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình có một cơ thể ấm áp chạm vào. Sáng ngày hôm sau, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Có chuyện gì thế? Hàn Phương Nhiên ngồi dậy cau mày. Đinh Dũng lắc đầu nhìn Hàn Phương Nhiên liếm liếm môi. Nói to thật. Cái gì? Hàn Phương Nhiên sững người sau đó nhìn Đinh Dũng với ánh mắt dạo dực, vội thét lên rồi dùng chăn che đi cơ thể, lưu manh, anh nhìn cái thì mà nhìn, còn không mau dậy đi. Hi hi, Đinh Dũng chỉ biết nheo mắt cười, có điều anh cũng không lề mề thêm mà mau chóng mặc quần áo bước ra, định xem bên ngoài rốt cục có chuyện gì đang xảy ra. Vừa ra khỏi phòng ngủ liền nghe thấy tiếng Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn cãi nhau ở phòng khách. Thì ông cứ nói có đồng ý hay không đi, Lâm Hồng Ngạn chỉ vào mặt Hàn Thành Sơn mà hét lên. Hàn Thành Sơn mặt mày sầu não, trong tay còn cầm bức tranh được cuộn, nói với giọng thê thảm, vợ ơi, tôi chỉ có hai bức chữ này thôi, bà để nó lại cho tôi được không? Coi như tôi xin bà, vợ ơi là vợ, vừa nói, Hàn Thành Sơn vừa giấu bức tranh ra sau. Ông có lấy ra không hả? Tôi cảnh cáo ông Hàn Thành Sơn. Hôm nay ông mà không giao nó ra thì đừng có sống chung với tôi nữa, Lâm Hồng Ngạn tức tối rít lên, chân cứ thế dậm bình bịch. Vốn dĩ chúng ta bị người ta coi thường đã đành, hôm nay là tiệc mừng thọ của bố, nếu không tặng cái gì tử tế thì lại bị người ta coi thường nữa đấy. Nghe hai người nói chuyện, Đinh Dũng không khỏi lắc đầu. Lại vì chuyện quà cáp, cả đời này Lâm Hồng Ngạn lúc nào cũng coi trọng sĩ diện hơn tất cả. Như thể trong mắt bà ta nếu không tặng quà gì quý giá một tí thì sẽ bị người ta coi thường vậy. Thực ra nếu như đối phương đã coi thường thì kể cả bản thân có tặng quà gì quý giá thân phận địa vị không đủ tầm thì người ta vẫn cứ coi thường mình thôi. Không được, nói gì thì cũng không được đụng vào chữ của tôi, tặng cái gì tôi cũng không phản đối, riêng cái này thì không được, Hàn Thành Sơn không hề tỏ ra nhượng bộ. Ông ta cầm khư khư ống cuộn. Lâm Hồng Ngạn nghe thế thì mặt mày tối sầm cả lại. Bà ta nạt nộ, Hàn Thành Sơn, tôi với ông đúng là không ngẩng nổi mặt lên rồi, nhà chúng ta ngoài hai bức chữ rách này ra thì còn cái gì đáng tiền không hả? Ông bảo tôi lấy cái gì đi tặng bố? Vậy cũng không thể đụng vào chữ của tôi, Hàn Thành Sơn tái mét mặt, nghiến răng. Và lại bố cũng chưa chắc thích chữ của tôi. Mẹ, đừng cãi nhau nữa, lúc này Hàn Phương Nhiên đi từ phòng ra, vừa nói cô vừa ngáp. Quà cáp con đã bảo Đinh Dũng chuẩn bị xong rồi. Bố mẹ không phải lo đâu. Nó thì chuẩn bị được cái gì? Lâm Hồng Ngạn hắng giọng. Hừ, mẹ không muốn hai đứa lát nữa lại làm mất mặt mẹ đâu. Đinh Dũng hò hắng rồi đi vào phòng khách nói. Mẹ yên tâm, quà con đã chuẩn bị xong cả rồi.
tới lúc đó con nhất định sẽ không để bố mẹ thất vọng đâu. Hai, được rồi, Đinh Dũng đã chuẩn bị rồi thì chúng ta đừng cãi vã nữa, nghe Đinh Dũng bảo đã chuẩn bị quà, Hàn Thành Sơn thở phào nhẹ nhõm, ôm ống cuộn đựng tranh chữ chuồn luôn vào phòng đọc. Cậu chuẩn bị cái gì rồi? Lấy ra tôi xem, Lâm Hồng Ngạn nhìn Đinh Dũng với vẻ hoài nghi. Một năm mới có một lần ông mừng thọ, và lại năm nay còn là lễ mừng thọ 70 tuổi. Nếu như quà mà Đinh Dũng chuẩn bị quá bình thường thì chắc chắn bị người ta cười chê. Mẹ, đủ rồi đấy, quà thì đơn giản, tình nghĩa mới quan trọng. Nhà mình và ông là người trong nhà, cho dù quà có đơn giản một tí cũng đâu có sao, Hàn Phương Nhiên vội kéo mẹ mình sang một bên, khổ sở lên tiếng. Thực ra Hàn Phương Nhiên cũng biết Đinh Dũng căn bản không có tiền. Trước đó lại còn mua một chiếc xe nên món quà mà anh chuẩn bị có thể không quý giá nhưng cô thấy chỉ cần có tấm lòng thì giá trị món quà đắt rẻ thế nào cũng không quan trọng. Thấy Lâm Hồng Ngạn bị Hàn Phương Nhiên kéo đi, Đinh Dũng vội nhân cơ hội này đánh răng rửa mặt. Không phải anh không muốn nói cho Lâm Hồng Ngạn biết mình đã chuẩn bị quà mà thực sự thì kể cả giờ có nói thì Lâm Hồng Ngạn cũng sẽ không tin. Thay vì phí lời thì chi bằng đợi đến tiệc mừng thọ hãy nói. Khó khăn lắm cả nhà mới cùng chuẩn bị xong. Sau khi ăn bữa sáng đơn giản, mọi người cùng xuất phát. Vừa xuống tầng, Lâm Hồng Ngạn đã thấy chiếc chìa khóa xe trong tay Đinh Dũng. Bà ta nhìn đám đông trước mặt, cau mày hỏi, Đinh Dũng, cậu mua xe Phaeton từ bao giờ vậy? Cũng hơn một tháng rồi ạ, Đinh Dũng nhớ lại. Cái gì, mua hơn một tháng rồi mà sao không nói với chúng tôi một tiếng, Lâm Hồng Ngạn lên giọng gấp mấy lần. Bà ta lại nhìn sang Hàn Phương Nhiên, nói, Phương Nhiên, con mới vào công ty. Đừng vì vơ vét ít tiền mà đánh mất đi sự tín nhiệm ông dành cho con. Đinh Dũng, tôi cảnh cáo cậu, giờ Hàn Phương Nhiên đang trong thời gian rất đặc biệt, nếu cậu còn lấy tiền của nó làm mấy việc vô bổ thì cẩn thận tôi lột da cậu đấy. Lâm Hồng Ngạn nói vậy nhưng trên thực tế bà ta lại lấy chiếc chìa khóa đưa cho Hàn Thành Sơn, vui vẻ nói, lão Hàn, ông lái xe, chúng ta thử cảm giác xe mới thế nào. Xin lỗi anh, mẹ em, thấy hành động đó của mẹ mình, Hàn Phương Nhiên không khỏi đỏ mặt. Có điều may là Đinh Dũng không giận, anh gật đầu, kéo tay Hàn Phương Nhiên ngồi vào ghế sau, nói chúng ta ngồi sau nhé. Cái xe này được đấy, Hàn Thành Sơn ngồi vào ghế lái không khỏi tán thưởng. Cũng chẳng đáng là bao, chắc mấy trăm nghìn tệ, Hàn Phương Nhiên hất tóc, nói với giọng bất lực. Kết cấu xe thế này ở tầm giá mấy trăm nghìn tệ thì không nhiều. Sao bố lại thấy chức năng của chiếc xe này còn nhiều hơn cả loại xe hơn 500.000 tệ ấy nhỉ? Hàn Thành Sơn nói với vẻ mặt hoài nghi. Ôi chao, ông mau lái xe đi, Lâm Hồng Ngạn liếc Hàn Thành Sơn sau đó nói với Đinh Dũng. Sau này chúng tôi đi xe này, cậu đi xe cũ ở nhà. Mẹ, sao vậy được chứ? Chiếc xe này là, Hàn Phương Nhiên vốn muốn nói xe là do Đinh Dũng mua, bọn họ không có quyền làm vậy. Có điều cô còn chưa nói xong thì Lâm Hồng Ngạn đã trợn mắt, nói tiếp, thế nào, bình thường con ở công ty cũng không lái xe, và lại bên tập đoàn còn có thể mua xe cho con sao? Cho bố mẹ hưởng phúc tí thì sao chứ? Nhưng, thấy Hàn Phương Nhiên còn định phản bác lại, Đinh Dũng vội kéo cô lại, cười nói, mẹ đã thích xe này thì tặng bố mẹ đi em, dù sao anh ở nhà cũng không dùng đến xe. Nói tới đây, Đinh Dũng liếc mắt sang Hàn Phương Nhiên tỏ ý bảo cô đừng nói thêm nữa. Có thể thông qua một chiếc xe để đổi lấy bình yên thì Đinh Dũng cũng muốn hy sinh chiếc xe. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tới nhà thờ tổ. Lúc này bên trong căn nhà tổ vô cùng náo nhiệt, chiếc xe dừng ở đầu đường, bọn họ còn chưa xuống xe đã nghe thấy tiếng xôn xao, ô, anh hai đổi xe rồi à? Lần này đổi xe Passat sao? Hừ, Hàn Thành Sơn hắng giọng không nói thêm gì. Lâm Hồng Ngạn mặt mày có phần khó coi, không ngờ vừa đến là đã gặp Hàn Thành Phú. Ông ta vẫn luôn coi thường gia đình họ, may là đi xe mới đến chứ không thì không biết bị nói ra gì nữa. Hừ, chúng em không giống với anh, cùng con trai vơ vét tiền của tập đoàn, Lâm Hồng Ngạn khó chịu hắng giọng nói. Bà ta dứt lời, sắc mặt Hàn Thành Sơn và Hàn Thành Phú thay đổi hẳn, đặc biệt là Hàn Thành Phú. Ông ta nheo mắt, nhìn Lâm Hồng Ngạn chằm chằm, em dâu, cơm có thể ăn bừa nhưng lời nói thì không được nói bừa đâu, em nói vậy thì có chứng cứ không? Nếu không anh kiện em tội phỉ báng bôi nhọ người khác đấy. Anh, Lâm Hồng Ngạn chỉ vào Hàn Thành Phú nhưng không nói nổi lời phản bác. Bà ta thực sự không có chứng cứ, có điều việc Hàn Thành Phú vơ vét tiền của tập đoàn thì ai cũng biết, bố chồng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Và lại,
Phương Nhiên vừa vào tập đoàn các em đã đổi xe, vậy thì trong sạch ở đâu? Nói tới đây, Hàn Thành Phú quay sang nhìn Hàn Phương Nhiên. Việc Hàn Phương Nhiên giành mất uy phong của con trai ông ta, Hàn Thành Phú vẫn luôn ghi nhớ. Ông ta với Hàn Thành Sơn vốn dĩ chỉ nói chuyện miễn cưỡng, còn bây giờ càng nhìn Hàn Phương Nhiên ông ta càng cảm thấy khó chịu. Trước đây Phương Nhiên tự lập công ty kiếm được ít tiền, đừng lấy cô ấy so với nhà bác không xứng đâu, nào ngờ lúc này Đinh Dũng lại lên tiếng. Nhóc con, ở đây có chỗ cho cậu nói đấy à, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Thành Phú tối sầm mặt. Nói hay lắm, Lâm Hồng Ngạn mặc dù không thích Đinh Dũng nhưng cứ nghĩ tới bộ dạng Hàn Thành Phú bị nói móc mà bà ta lại mừng rơn, vỗ tay khen ngợi. Đúng lúc này, Hàn Thành Văn đi tới, mặt mày ông ta cười tươi rói khi nhìn Hàn Thành Phú và Hàn Thành Sơn, ôi trời, anh sao lại cãi nhau vậy, hôm nay là tiệc mừng thọ bố, đừng để bố không vui. Nếu như ngày thường mà Hàn Thành Văn nói vậy thì Hàn Thành Phú chắc chắn còn mỉa mai thêm vài câu, nhưng Hàn Thành Phú vì việc con gái được một đại gia giàu có thần bí nào đó thích nên địa vị cũng không khác gì nước lên thì thuyền cũng lên. Kể cả Hàn Thành Phú thì cũng không dám đối đầu với ông ta như trước đây nữa. Hừ, hôm nay nể mặt chú Tư không tính toán với mấy người, Hàn Thành Phú hắng giọng nhếch miệng nhìn Hàn Thành Phú cười nói, bốn người tay không đến đây, lẽ nào không chuẩn bị quà cho bố? Em, Đinh Dũng, quà con chuẩn bị cho ông đâu, nghe anh trai nói vậy, Hàn Thành Sơn sững người rồi cau mày nhìn Đinh Dũng. Đinh Dũng chỉ vào chiếc xe tỏ ý quà để trong xe. Em hai, em hồ đồ à, bảo nó chuẩn bị quà, không phải là em coi thường bố chứ, Hàn Thành Phú hỏi với giọng điệu chất vấn. Bác cả, bác có ý gì vậy, Hàn Phương Nhiên tỏ vẻ khó chịu. Cô kéo Đinh Dũng lại, nhìn Hàn Thành Phú rồi nói rõ ràng, Đinh Dũng là chồng cháu. Cũng gọi ông bằng ông, anh ấy chuẩn bị quà cho ông lẽ nào sai sao? Và lại, chúng ta là người một nhà, nhà cháu chuẩn bị quà thế nào có phải báo cáo với bác cả không? Hàn Phương Nhiên nói tới câu cuối thì hắng giọng lạnh lùng, nhìn Hàn Thành Phú, lẽ nào bác cả đã coi mình là gia chủ của nhà họ Hàn rồi? Cháu nói linh tinh, nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy, Hàn Thành Phú tức tối ra mặt. Mặc dù năm anh em bọn họ vẫn âm thầm đấu đá lẫn nhau, muốn ngồi lên chức gia chủ nhưng bố vẫn còn sống, ai cũng không dám tỏ thái độ ra mặt, nếu không thì sẽ để lại ấn tượng không tốt cho ông cụ. Được rồi, mau vào trong đi, Hàn Thành Văn có vẻ không được tự nhiên như trước nữa, có điều ông ta đã nhanh chóng quay lại vẻ bình thường. Từ lần trước, có vị công tử đại gia tặng xính lễ cho nhà họ Hàn, ông ta đã mặc nhận đối phương tặng cho nhà ông ta rồi. Có một người con rể như vậy. Kể cả ông ta không làm gia chủ nhà họ Hàn thì địa vị cũng không hề thấp kém. Thấy mọi người đều đi vào trong nhà tổ, Đinh Dũng mới vội lấy hộp quà từ trên xe xuống, sau đó lấy bức thiên lý giang sơn đồ từ trong ống cuộn ra, đặt vào hộp quà. Giờ đương nhiên không phải lúc tặng quà, theo như thói quen từ trước đến nay thì mấy người con trai của Hàn Tông Khôn đều đợi những người khác đến đông đủ rồi mới tặng quà trước mặt tất cả mọi người. Trước là để thể hiện bản thân. Sau là để lấy lòng bố và giữ thể diện cho nhà họ Hàn. Đinh Dũng đặt hộp quà vào trong túi để đồ, sau đó đi theo, nhanh chóng vào nhà tổ. Lúc này trong khu nhà tổ đã bày biện tươm tất, cả sảnh căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ để phục vụ cho buổi tiệc ngày hôm nay, trần nhà cũng được dựng màn chướng. Từng chiếc bàn được xếp ngay hàng thẳng lối, những món ăn đủ màu đủ sắc được dựng lên, và vào trong cùng còn có cả sân khấu diễn kịch. Bên trên đó người ta đang hát kịch Hoàng Mai nổi tiếng nhất khu Giang Bắc. Nhà họ Liễu tặng một món quà, 5 cân san hô tím trăm năm, theo tiếng nói vang từ cửa vào là vài thanh niên ăn mặc tươm tất đi cùng một cụ già bước vào. Vừa vào trong, ông Lão Hàn đã đi tới đón tiếp bọn họ, có thể nhận ra mối quan hệ của hai người rất tốt. Sau đó là từng đoàn, từng nhóm người lần lượt đi vào, đều là những nhân vật cốt cán trong các gia tộc lớn nhỏ ở thành phố Kim Châu. Bọn họ mang theo rất nhiều quà có giá trị tới tiệc mừng thọ ông Lão Hàn. Không thể phủ nhận Hàn Tông Khôn có một vị trí nhất định ở thành phố Kim Châu, nói gì thì tập đoàn Hàn Thị cũng là doanh nghiệp hàng đầu ở Kim Châu, mặc dù nhà họ Hàn chỉ xếp chót trong các gia tộc hạng nhất nhưng vẫn có không ít gia tộc tầm trung và nhỏ muốn kết giao. Hồi lâu sau, thấy mọi người đã đến đông đủ, Hàn Tông Khôn mới cầm cây gậy trống đi lên sân khấu, cầm micro nói, mọi người đều đến đông đủ cả rồi phải không? Vậy tôi nói đơn giản đôi câu, Hàn Tông Khôn cười và vẫy tay với mọi người. Thế nhưng ông lão còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đột nhiên đứng dậy, nói, ông ạ, còn vài người chưa tới, hay là chúng ta đợi một lát.
Trước đó Lý Hải Dân và Ngụy Kiến Quốc đồng ý với anh hôm nay sẽ tới tham gia, còn có hai bố con họ Trương, tính thời gian thì bọn họ có lẽ cũng sắp tới rồi, nếu không đợi bọn họ mà cứ thế bắt đầu thì rất dễ bị người ta hiểu là không coi trọng người ta. Đinh Dũng, cậu đang làm gì thế hả? Nào ngờ Đinh Dũng lại nói câu này, Lâm Hồng Ngạn lên giọng, cậu im cho tôi, đừng gây chuyện. Ồ, còn có hai người chưa tới sao, Hàn Tông Khôn cau mày, rõ ràng là không vui vì Đinh Dũng ngắt lời. Khách khứa ở đây có ai tới chẳng nhẽ ông lão lại không rõ. Cho dù có hai gia tộc nhỏ cưa tới thì lẽ nào ông lão cứ phải đợi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.